Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 531. Tay hắn chỉ giấy lên một luồng ngọn lửa, chỉ thấy màu da cam ánh lửa, đem cảnh tượng chung quanh chiếu rọi ra tới. Sông ngầm dưới lòng đất hai bên là một chút to lớn cột đá, phía trên mọc đầy dây leo cùng rêu xanh. Này chút cột đá giống như là chống đỡ lấy toàn bộ sông ngầm dưới lòng đất trần nhà, khiến cho chỉnh cái địa phương thoạt nhìn có chút to lớn. Sau đó, Diệp thần liền thấy, tại những cái kia trên trụ đá, treo ngược lấy từng con rơi, toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen, còn có sắc bén lợi chảo. Chúng nó đã nhận ra Diệp thần tồn tại, phát ra âm u mà nguy hiểm kêu gào tiếng. Rát rát, từng con rơi, bén nhọn tê kêu lên, phịch cánh, hung hãn hướng Diệp thần phi tập tới. Diệp thần sầm mặt lại, không chút hoang mang, rút ra luân hồi thiên kiếm, huy kiếm cách cản chảm bổ, ngăn trở từng con rơi tập kích đồng thời, cũng đem từng con rơi chém xuống. Con rơi thi thể, rơi xuống đến dưới chân hắn dòng sông bên trong, tóe lên bọt nước. Diệp thần cẩn lại thận từng ly từng tí tiến lên. Dòng sông bên trong lại có mọc ra vảy màu xanh cá sấu gào thét vọt lên, bất quá đây đều là bình thường hung vật, đều tại Diệp thần trong dự liệu. Cửu tiêu phi vũ kiếm, nhất kiếm hóa 3000. Diệp thần ném ra luân hồi thiên kiếm, phân quang hóa ảnh, luân hồi thiên kiếm hóa ra 3000 đạo kiếm khí, vần quanh Diệp thần toàn thân, kiếm thở hồng hộc rung động, bảo hộ lấy Diệp thần. Phàm là công kích Diệp thần hung vật, đều lọt vào kiếm khí rào cắt, phát ra kêu gào âm thanh. Thân thể bị cắt chém đến tan nát, máu thịt bắn tung tóe. Diệp thần tại cửu tiêu phi vũ kiếm kiếm khí vần quanh dưới, lăng hư độ nước, bàn chân đạp lên sông ngầm dưới lòng đất mặt nước, cấp tốc tiến lên. Đầu này sông ngầm dưới lòng đất thao thao bất tuyệt, kéo dài sâu xa, Diệp thần không ngừng tiến lên, liền thấy chung quanh khí tức càng xâm nghiêm, khiến cho người lo lắng. Mộ chủ cẩn thận. Đột nhiên, luân hồi trong mộ địa quỷ đạo tổ sư, tựa hồ nhìn rõ đến nguy hiểm gì. Hướng về phía Diệp thần quát to một tiếng. Diệp thần tâm bên trong run lên, tiếp theo sát, liền thấy mắt cá chân siết chặt. Tại sông ngầm dưới lòng đất trong nước, tựa hồ có đồ vật gì, đột nhiên bắt lấy Diệp thần mắt cá chân. Diệp thần cúi đầu nhìn lại, thấu mì chín trần nước lạnh, hắn thấy được một đầu tái nhợt tay, đang tóm chặt lấy bàn chân của hắn, cũng điên cuồng dùng sức đưa hắn hướng dưới nước kéo đi. Cái kia tái nhợt tay, nhìn kỹ lại. Trên thực tế là do từng khối tàn toái thân thể xương cốt, hỗn hợp đúc nóng dâng lên, còn có mấy khỏa đã phát vàng trong mắt. Diệp thần đột nhiên bị tập kích, vẻ mặt đại biến, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, quát, chín tịch diệt thần mâu, phá cho ta. Linh khí sôi trào, Diệp thần gọi ra yêu tổ thần khí, chín tịch diệt thần mâu, một cây xưa cũ chiến mâu giết ra. Đó là một thanh phảng phất có thể phá hủy hết thảy thần linh thần binh lợi khí, theo Diệp thần triệu hoán mà xuất hiện. Tràn ngập nổ tung lực lượng cảm giác. Chín tịch diệt thần mâu tổng độ dài ước chừng dài 2 trượng, đầu mâu do nguyên một khối hắc thiết đúc thành, tràn đầy thật sâu mài ngấn cùng hư hại dấu vết, phảng phất đã trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu. Mà cán mâu là từ bích thúy thạch cùng kim loại đen hoa văn giao nhau, toàn thể lộ ra kiệt xuất xưa cũ, đồng thời cũng tản mát ra một cỗ sinh mệnh bồng bột khí tức. Ông, tại Diệp thần linh khí quán chú, chín tịch diệt thần mâu nở rộ sáng chói vầng sáng. Từ giữa không trung bắn mạnh xuống, bắn về phía đáy sông, cuốn lên cuồn cuộn gió lốc, muốn đem giấu ở đáy nước bên trong quái vật, triệt để giết chết. Oanh! Chín tịch diệt thần mâu như từ trên 9 tầng trời bạo rơi mà xuống thần thánh chiến mâu, nhất kích liền đem nước sông đánh cho sôi trào, kinh đào nổ lên, 4 phía núi đá đều bị rung chuyển, nhưng tựa hồ sau lưng có một cỗ cường đại trật tự chấn thủ lấy, núi đá cũng không có phá toái. Trong nước sông quái vật, tại Diệp thần chiến mâu oanh kích dưới, cũng là một cái phi thân, theo đáy nước bên trong ra tới, đứng tại Diệp thần trước mặt. Đó là một đầu cương thi khôi lỗi quái vật, hiện ra hình người, thân thể là từ vô số tàn chi khối vụn, còn có xương cốt, răng, trong mắt các loại hỗn hợp tạo ra dâng lên, thoạt nhìn cực kỳ vặn vẹo cùng khủng bố, không ngừng chảy lấy màu xanh sẫm màu đỏ sậm mủ dịch, tản mát ra mãnh liệt hôi thối, ngoại hình cực đoan khủng bố, để cho người ta nhìn thoáng qua. Liền phảng phất muốn lâm vào sụp đổ cùng trong điên cuồng. Đây là, ngu giả khôi lỗi. Diệp thần chấn động, không nghĩ tới này sông ngầm dưới lòng đất bên trong, thế mà ẩn giấu đi một đầu ngu giả khôi lỗi. Nhìn kỹ lại, cái kia ngu giả khôi lỗi hai mắt, đen như mực, tản mát ra tử vong cùng hắc ám khí tức, để cho người ta không rét mà run. Diệp thần thấy cái kia khôi lỗi trong hai mắt hoa văn, lập tức tê cả ra đầu.
lại có thể là quyết tử ma nhãn. Nếu như Diệp Thần không nhìn lầm, cái kia ngu giả khôi lỗi hai mắt, lại có thể là quyết tử ma nhãn. Đương nhiên, cũng không là quyết tử ma nhãn bản thể, hồn thiên đế quyết tử ma nhãn bản thể, đã bị Diệp Thần hấp thu hòa tan. Người ngoài có quyết tử ma nhãn, đều là thần thông, là thông qua tu luyện hắc ám ma công, tu luyện ra được đặc thù đồng thuật. Đầu này ngu giả khôi lỗi, thế mà có thể tu luyện quyết tử ma nhãn, rất có thể đã có đơn giản trí tuệ, tuyệt không tầm thường khôi lỗi có thể so sánh. Ông, ngu giả khôi lỗi trong hai mắt, bắn ra hai đạo hắc quang, bạo sát hướng Diệp Thần. Diệp Thần nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là chậm một điểm, làn da bị hắc quang sát qua. Nếu như là bình thường người, lọt vào này quyết tử ma nhãn quét nhìn, chỉ sợ đã bị hắc ám tử vong sát khí quấn thân, chỉ có một con đường chết. Nhưng, Diệp Thần bản thân liền có được chân chính quyết tử ma nhãn, cho nên người khác quyết tử ma nhãn thần thông, không có khả năng tổn thương đến hắn, hắn thiên sinh miễn dịch. Da của hắn, bị ngu giả khôi lỗi đồng thuật hào quang sát qua, cũng không có thụ thương. Ngô, cái kia ngu giả khôi lỗi trong đồng tử, hiện ra một tia kinh nghi, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Thần có thể miễn dịch quyết tử ma nhãn sát thương. Xiềng xích ma phong, giam cầm. Ngu giả khôi lỗi đúng là miệng nói tiếng người, rõ ràng cũng có trí tuệ, bàn tay hắn vừa nắm, cuồn cuộn ma khí bùng nổ, hướng về Diệp Thần gào thét mà đi. Lại là xiềng xích khắp huyết rùa. Hung mãnh ma khí gào thét, ký kết thành xiềng xích, muốn phong tỏa Diệp Thần toàn thân. Diệp Thần sầm mặt lại, mơ hồ cảm thấy mình trúng kế. Thiết kế tàng bảo đồ người, giáp tâm 10 điểm hiểm ác, cố ý đánh dấu ra đủ loại cơ quan bẫy dập, dụ khiến người đi theo đường vòng, sau đó lại tại lộ trình bên trong, mai phục một đầu đặc thù ngu giả khôi lỗi. Đầu này ngu giả khôi lỗi khí tức, so với Diệp Thần trước đó đụng phải, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí có trí tuệ. Mắt thấy xiềng xích phong cấm tới, Diệp Thần hai tay phân biệt nắm luân hồi thiên kiếm cùng chín tịch diệt thần mâu, hung hăng giết ra, lăng lệ phong mang nổ tung, đem cái kia xiềng xích khắp huyết rủa phá mất. Tại phá mất xiềng xích khắp huyết rủa về xuất sau, Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, ngưng tụ khí tức về sau, trên thân bộc phát ra một cỗ như là thao thiên sóng lớn một dạng khí thế cường đại. Mà đầu kia ngu giả khôi lỗi tựa hồ có thể cảm giác được Diệp Thần trên người lực lượng gợn sóng, cũng bắt đầu phóng xuất ra khí tức của mình. Hai cỗ cường đại khí tức va chạm vào nhau, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều giống như bao phủ tại một tầng nồng đậm uy áp bên trong. Diệp Thần hai tay phân biệt nắm luân hồi thiên kiếm cùng chín tịch diệt thần mâu, thân hình đột nhiên bổ nhào về phía trước, hướng về kia đầu ngu giả khôi lỗi đánh tới. Khôi lỗi cỗ có trí tuệ, trông thấy Diệp Thần xung đến, lui về sau một bước, tại tránh đi Diệp Thần phong mang về sau, mãnh liệt phồng lên thiên địa linh khí. Chỉ một thoáng, hỏa, gió, điện, cực quang, hắc ám. Đủ loại hung hãn khí tức, không ngừng trên không trung bạo liệt, nương theo lấy chói tai tiếng nổ vang rền cùng tia lửa văng khắp nơi hào quang. Cái này khôi lỗi, quả thật khó đối phó a. Diệp Thần khẽ cắn môi, đầu này ngu giả khôi lỗi sức chiến đấu, so hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Ngươi là, luân hồi chi chủ sao? Đột nhiên, ngu giả khôi lỗi mở miệng, tại cùng Diệp Thần giao phong bên trong, hắn tựa hồ nhận ra thân phận của Diệp Thần. Làm sao? Diệp Thần con ngươi híp lại, vẻ mặt âm trầm. Ta là, hồn thiên đế tạo vật. Ta một mực, đang chờ ngươi. Nguyên lai, cuối cùng, ngươi đến rồi. Chúng ta, chấm, dung hợp đi. Ngu giả khôi lỗi phát ra thanh âm thê lương, giang hai cánh tay, lại lấy một cái ôm tư thái, hướng về Diệp Thần vọt lên. Diệp Thần lập tức tê cả da đầu, nếu là hắn bị ngu giả khôi lỗi ôm bên trong, chỉ sợ muốn trở thành thân thể đối phương một bộ phận, muốn bị đúc nóng vào khôi lỗi trong thân thể đi, ngẫm lại đều khủng bố. Đồ chết tiệt, chết đi cho ta. Diệp Thần phẫn nộ, hai tay giang ra, cuồng bạo thiên hỏa năng lượng tuôn ra, hắn trực tiếp thôi động thiên hỏa mệnh tinh, hung hãn nóng rực hỏa diễm, hướng về kia ngu giả khôi lỗi cuồn cuộn đốt đi. Thiên hỏa mệnh tinh mang có không gì sánh nổi nóng rực năng lượng, đối ngu giả khôi lỗi này loại thi thể quái vật, mang theo mãnh liệt khắc chế hiệu quả. Đầu này ngu giả khôi lỗi, mặc dù đặc thù mà mạnh mẽ, nhưng cũng không dám nhìn thẳng Diệp Thần thiên hỏa, bước chân lui về sau đi, trong miệng nhắc tới nói. Hồn thiên đế đại nhân, hắn, tới. Audio điện tử võ tấn bền. Ban thưởng ta, chúc phúc.
Ngu giả khôi lỗi tay cầm vừa nắm, trong lòng bàn tay đúng là có kim quang lấp lánh, dần dần hóa thành một thanh kiếm. Thanh kiếm kia, che kín cổ lão hoa văn, lộ ra một cỗ mãnh liệt bá đạo chiến ý, là một cỗ chinh chiến thiên hạ, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười hùng hào chiến ý, cùng ngu giả khôi lỗi hắc ám kinh khủng thi khí, 10 điểm không tương xứng. Thanh kiếm này, lại là hồn thiên đế binh khí, hoàng đồ kiếm. Nói đúng ra, đây là hoàng đồ kiếm hình chiếu, là một luồng kiếm khí năng lượng hội tụ. Xuy, ngu giả khôi lỗi vung lên hoàng đồ kiếm, hoàng đồ bá nghiệp hùng hồn ý chí, hóa thành cuồn cuộn kiếm khí, như chinh phạt sa trường, say uống cuồng ca, kiếm ý chi mãnh liệt cùng tiêu sái, quả thực là kinh thế tuyệt thiên. Diệp thần thiên hỏa năng lượng khí lưu, đúng là bị một kiếm phá mở. Lại có thể là hoàng đồ kiếm. Diệp thần lập tức giật mình, hoàng đồ kiếm có thể là hồn thiên đế binh khí, này ngu giả khôi lỗi chấp trưởng hoàng đồ kiếm, coi như chẳng qua là một đạo hình chiếu, nhưng có khả năng bộc phát ra uy lực, đều là vô cùng kinh khủng. Xuy, ngu giả khôi lỗi vung lên hoàng đồ kiếm chém tới, khí thế hung mãnh, Diệp thần lập tức lâm vào hiểm cảnh. Mặt đất bên trên, Chu Chính Hùng, Trang Vô Đạo, Vu Mạch Vãn đám người, đang chấn thủ lấy truyền tống trận lối vào, bọn hắn thấy dưới chân đại địa, đang không ngừng đung đưa, theo sâu trong lòng đất truyền ra trận trận tiếng đánh nhau. Luân hồi chi chủ sẽ không xảy ra chuyện a. Vu Mạch Vãn nghe được này tiếng đánh nhau, lập tức lộ ra một vệt lo lắng vẻ mặt, e sợ cho Diệp thần phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Có muốn không, vẫn là ta đi xuống xem một chút. Trang Vô Đạo nhíu nhíu mày, cũng sợ Diệp thần xảy ra chuyện. Chu Chính Hùng khoát tay một cái nói, không cần, phải tin tưởng luân hồi chi chủ thực lực. Chúng ta thủ tại chỗ này, cẩn thận hoàng đồ hồn cung đột kích, còn có Tuyết Hiên thần đăng sương mù, chống đỡ không được bao lâu. Chu Chính Hùng được chứng kiến Diệp thần khủng bố, cho nên hắn đối Diệp thần là 10 điểm tin tưởng. Nếu như Diệp thần tại trong lăng mộ gặp nạn, thậm chí ngã xuống, vậy bọn hắn xuống, cũng là chịu chết thôi. Hiện tại bọn hắn cần làm, liền là bảo vệ cẩn thận nơi này, không cho hoàng đồ hồn cung người, xuống quấy rầy Diệp thần. Chỉ bất quá, dưới nền đất Diệp thần, rõ ràng đã lâm vào trong lúc kích chiến, linh khí tiêu hao kịch liệt, cái kia Tuyết Hiên thần đang phóng thích ra huyễn tuyết sương mù, ban đầu có khả năng chống đỡ 2 canh giờ, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể duy trì 1 canh giờ. Hỏng bét, các ngươi nhìn lên bầu trời, hoàng đồ kiếm có dị động, thật không biết dưới mặt đất, đến cùng chuyện gì xảy ra. Trang Vô Đạo ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, liền thấy cái kia nắm nối liền trời đất hoàng đồ kiếm, giờ phút này đang ong ong nở rộ dị dạng kim quang, kim sắc kiếm quang, tràn vào bên trong lòng đất, lại đều hướng về hoàng đồ cổ lăng phương hướng hội tụ mà đi. Như thế dị động, biểu thị chạm đất đáy trong lăng mộ, chắc chắn có kinh biến phát sinh. Mà lại, hoàng đồ kiếm dị động, khẳng định cũng sẽ dẫn tới hoàng đồ hồn cung người, coi như là huyễn tuyết sương mù, cũng không cách nào lại che đậy. Tình thế vô cùng nghiêm tuấn. Bảo vệ tốt nơi này, hoàng đồ hồn cung cao thủ, lập tức sắp đến. Chu Chính Hùng vẻ mặt âm trầm xuống, thật sâu thấy áp lực, phất phất tay, mệnh lệnh thủ hạ xương dạ phái các đệ tử, sắp hàng tốt trận thế, vận sức chờ phát động, chuẩn bị nghênh địch. Hắn lại thi triển xiềng xích khắp huyết rùa, từng đạo xiềng xích, phong tỏa ngăn cản truyền tống trận, dạng này coi như hoàng đồ hồn cung cường giả tới, ít nhất cũng có thể kéo dài một ít. Vì Diệp thần tranh thủ thời gian. Mặt đất bên trên đủ loại biến động, Diệp thần tự nhiên không biết, hắn đang cùng cái kia ngu giả khôi lỗi kịch đấu lấy. Ngu giả khôi lỗi chấp trưởng hoàng đồ kiếm, mơ hồ có hồn thiên đế chúc phúc, Diệp thần nhiều lần mãnh công, cũng không tổn thương được đối phương một chút. Đương nhiên, Diệp thần võ đạo nội tình cũng là 10 điểm thâm hậu, cái kia ngu giả khôi lỗi cũng không đả thương được hắn, hai bên lâm vào trong giằng co, người nào cũng không giết chết người nào. Nhưng Diệp thần cũng không phải muốn giết người, hắn chỉ muốn chiếm lấy tinh không đạo thư. Lại như thế rằng có chiến đấu tiếp, thời gian kéo dài, chờ hoàng đồ hồn cung cường giả buông xuống, thế cục đem vô pháp thu thập. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Diệp thần đoán chừng đã trải qua hơn nửa canh giờ, lúc này, hắn lại nghe được mặt đất truyền đến một hồi oanh long long tiếng vang, sau đó là một hồi mãnh liệt tiếng đánh nhau cùng tiếng la giết. Hoàng đồ hồn cung người tới. Diệp thần tâm bên trong run lên, biết không có thể kéo dài nữa, lập tức đứng vững bước chân, hai tay nắm chặt luân hồi thiên kiếm, ánh mắt sắc bén, bắt đầu ấp ủ thiên đấu đại đồ kiếm kiếm ý. Ông! Kiếm ý ấp ủ, một cỗ hung mãnh gió lốc,
cũng là theo Diệp Thần quanh thân nổi lên. Ngô! Ngu giả khôi lỗi nhìn thấy Diệp Thần như pho tượng bất động, chuẩn bị đại sát chiêu, tầm mắt lập tức phát lạnh, vung lên hoàng đổ kiếm chém thẳng vào tới. Diệp Thần thôi động thần giáp mệnh tinh mảnh vỡ ngăn cản, hình thành một mặt màu vàng kim tấm chắn, thủ hộ tự thân. Nhưng, ngu giả khôi lỗi hoàng đồ kiếm, mang theo hồn thiên đế ý chí cùng chúc phúc, phong mang cực thịnh, coi như Diệp Thần có thần giáp ngăn cản, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn lại. Từng sợi mãnh liệt kiếm khí sát phạt, hung hăng đột phá màu vàng kim tấm chắn phòng ngự, chém đến Diệp Thần trên thân. Diệp Thần làn da nứt ra, đau đớn dị thường, trong nháy mắt thụ thương. Nhưng hắn cắn chặt răng, tiếp tục nổi lên thiên đấu đại đồ kiếm kiếm ý. Hắn biết, giờ phút này đứng đấy bất động ấp ủ đại sát chiêu, khẳng định phải gặp lăng lệ sát phạt, hắn lại mở ra thanh liên chống trời pháp bất tử áo nghĩa, to lớn thanh liên tại sau lưng bay lên, từng sợi thanh liên phát sáng lan tràn ra, thủ hộ lấy thân thể của hắn. Xuy xuy xuy, ngu giả khôi lỗi không ngừng huy kiếm chảm kích, từng đạo kiếm khí đem Diệp Thần xé rách đến máu tươi ra thịt bắn tung tóe. Coi như Diệp Thần có thanh liên chống trời pháp bất tử áo nghĩa bảo vệ, nhưng thụ thương cũng là có chút nghiêm trọng. Thiên đấu đại đồ kiếm kiếm ý, không ngừng ấp ủ. Diệp Thần như pho tượng bất động, thủy chung nắm chặt luân hồi thiên kiếm, thân hình của hắn bao phủ tại một mảnh thần bí hào quang bên trong. Ông! Cuối cùng, kiếm ý ấp ủ hoàn thành. Tại kiếm ý ấp ủ hoàn thành trong nháy mắt, toàn bộ thân kiếm bắt đầu phát ra hung mãnh rung động, phảng phất một đầu ngủ say đã lâu cự thú thức tỉnh. Diệp Thần kiếm trên người hào quang, trở nên vô cùng sáng ngời, như là một vành mặt trời đang ở bay lên. Cỗ này hào quang xuyên thấu qua Diệp Thần trong tay chuôi kiếm, bắn ra ra rất nhỏ mà chói mắt bóng mờ, như ngôi sao trong đêm tối lấp lánh. Oanh long long, cuồng bạo kiếm đạo sát phạt khí lưu, ở trong hư không bành trướng, một cỗ áp lực vô hình tràn ngập ra, để cho người ta cảm nhận được một loại vô pháp kháng cự lực lượng. Thiên đấu đại đồ kiếm, phá cho ta. Diệp Thần quát to một tiếng, kiếm trong tay cuồng vung mà ra, giống như một đạo tia chớp xẹt qua chân trời, đâm rách hắc ám. Kiếm quang theo Diệp Thần vung lên mà biến hóa, theo sáng chói màu trắng chuyển biến làm dữ tợn huyết sắc, tràn ngập mãnh liệt sát lục chi ý, phảng phất có huyết hà tại thân kiếm chảy xuôi. Không tốt, ngu giả khôi lỗi đồng tử co vào, cướp nước lui lại, nhưng vẫn là tránh không khỏi Diệp Thần kiếm khí chém giết. Xoẹt. Diệp Thần thiên đấu đại đồ kiếm hào quang chém qua, bẻ gãy nghiền nát, đem ngu giả khôi lỗi thân thể, trực tiếp chém ngang lưng. Ngu giả khôi lỗi thân thể vỡ tan, vỡ vụn thành vô số tàn toái thân thể, ào 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 rơi xuống tại trong nước sông, nhưng kỳ quái là, cũng không có chìm hạ xuống, mà là trôi nổi trên mặt nước. Hô! Thi triển xong thiên đấu đại đồ kiếm Diệp Thần, cũng là hao phí to lớn linh khí, một hồi thở dốc, thân thể có chút thoát lực. Kinh mạch một hồi như tê liệt đau đớn. Nhưng thấy ngu giả khôi lỗi bị hắn chảm bạo, ánh mắt hắn bên trong cũng là mang theo một vệt vui mừng. Nhưng mà, Diệp Thần vui sướng, chẳng qua là kéo dài trong nháy mắt, chính là tuyên cáo ngưng kết. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, ngu giả khôi lỗi hài cốt, thế mà quỷ dị nhuyễn động, sau đó cấp tốc một lần nữa dung hợp một chỗ, lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Lần nữa khôi phục ngu giả khôi lỗi, tay cầm vừa nắm. Hoàng đồ kiếm bóng mở một lần nữa hội tụ, hắn đôi mắt mang theo lạnh lùng lạnh lẻo, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, ngươi, rất mạnh. Đáng tiếc, sau lưng của ta, hồn thiên đế. Ta, càng mạnh. Tiếng nói vừa ra, ngu giả khôi lỗi dậm chân tiến công, hoàng đồ kiếm mang theo màu vàng kim phong mang, lăng lệ vô cùng cuốn lên kiếm phong, chém về phía Diệp Thần. Diệp Thần trúng kiếm, máu tươi phun tung tóe. Thân thể cũng là hơi có chút chật vật bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm ở phía xa trên vách núi đá. Luân hồi chi chủ. Đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền đến, chỉ thấy một nữ tử, cấp tốc chạy đi tới, lại là Vu Mạch Vãn. Ngươi thế nào? Vu Mạch Vãn chạy tới, thấy Diệp Thần thụ thương, lập tức lúng túng, đưa hắn đỡ dậy. Vu cô nương, sao ngươi lại tới đây? Phía trên thế nào? Diệp Thần hỏi, hắn mặc dù thụ thương. Nhưng thể chất cường hãn, cũng không coi là bao nhiêu nghiêm trọng. Hắn ánh mắt nhìn Vu Mạch Vãn, mơ hồ thấy đối phương khí tức, tựa hồ có điểm gì là lạ, giống như bao hàm thoáng ánh lên quỷ bí khí tức. Vu Mạch Vãn nói, Hoàng Đồ Hồn Cung có hai cái thần vương trưởng lão buông xuống, Chu trưởng môn cùng Trang Tông chủ đang cùng bọn hắn giao chiến, ta lo lắng ngươi, cho nên liền hạ đến xem.
Diệp Thần cau mày nói, phải không? Xuy một tiếng, hai người đang khi nói chuyện, cái kia ngu giả khôi lỗi huy kiếm chém tới, thanh thế lăng lệ. Diệp Thần mang theo Vu Mạch Vãn lui lại né tránh, hắn nhìn chằm chằm Vu Mạch Vãn con mắt, nói, ngươi không phải Vu Mạch Vãn, ngươi là ai? Tuy nói hắn người trước mắt, nhìn từ bề ngoài là Vu Mạch Vãn, nhưng Diệp Thần dựa vào trực giác bén nhạy, nhìn rõ đến đối phương linh hồn, cũng không là Vu Mạch Vãn, mà là một bộ tràn ngập quỷ bí khí tức linh hồn. Vu Mạch Vãn khẽ giật mình, sau đó cười khanh khách, liền âm thanh đều trở nên có chút bén nhọn, nói, luân hồi chi chủ quả nhiên hảo nhãn lực, thế mà liếc mắt liền nhìn ra chân tướng. Ta đích xác không phải Vu Mạch Vãn, ngươi có thể gọi ta Thanh Khâu Huỳnh, ta là Hoàng Đồ Hồn Cung tứ đại trưởng lão một trong. Bất quá ngươi yên tâm, ta không có ác ý, muốn cùng ngươi đàm điểm hợp thôi. Diệp Thần nhướng mày, Thanh Khâu Huỳnh, ngươi là Hoàng Đồ Hồn Cung trưởng lão. Hoàng Đồ Hồn Cung tứ đại trưởng lão, liền là tứ đại thần vương, đều là vô cùng nhân vật cường hãn. Vu Mạch Vãn, không, nói đúng ra, phải gọi Thanh Khâu Huỳnh, nàng nói ra, đúng vậy, ta dùng ma hồn ký sinh quyết, tạm thời chiếm cứ vị cô nương này thân thể, ha ha, chúng ta vẫn là trước giải quyết đầu này khôi lỗi lại nói. Ánh mắt nhìn về phía cái kia ngu giả khôi lỗi. Tại hai người đang khi nói chuyện, ngu giả khôi lỗi ngang tàng huy kiếm chém giết mà tới, trong tay Hoàng Đồ kiếm phong mang lăng lệ, nếu như bị chém trúng một thoáng, chỉ sợ đều muốn trọng thương. Thanh Khâu Huỳnh ra tay, hướng về kia ngu giả khôi lỗi công tới. Thần Vương kiếm nói, phá. Thanh Khâu Huỳnh trong tay nhất kiếm biểu trảm, bộc phát ra một vệt hung hãn thần vương pháp tắc, cỗ này thần vương pháp tắc kiếm khí, đủ để xé rách hết thảy. Chỉ cần phá hủy ngu giả khôi lỗi trên người trật tự, liền có thể triệt để đem chảm diệt. Xuy. Thanh Khâu Huỳnh kiếm khí, chạm tại ngu giả khôi lỗi trên thân, nhưng chỉ vạch ra một đạo thiển thiển vết thương, căn bản không thể phá hủy trên người đối phương trật tự. Cái gì? Thanh Khâu Huỳnh thấy thế kinh hãi, biểu lộ đều đọng lại. Nàng rõ ràng không nghĩ tới, đầu này ngu giả khôi lỗi, thân thể trật tự như thế kiên cố. Ngu giả khôi lỗi hờ hững, Hoàng Đồ kiếm hướng Thanh Khâu Huỳnh chém đi. Xuy, một đạo kiếm quang vạch phá, Thanh Khâu Huỳnh không tránh kịp, trước ngực quần áo đều bị phá vỡ, có chút chật vật sau lui ra, khẽ cắn môi nhắc tới, này nhất định là hồn thiên đế đại nhân cho khảo nghiệm của ta. Tiếp theo sát, nàng liền rút kiếm bay giết tới, cùng ngu giả khôi lỗi chiến tại cùng một chỗ. Diệp Thần có thể cảm nhận được nàng ý chí mãnh liệt, là một cỗ sùng thần ý chí, đối hồn thiên đế tràn đầy tín ngưỡng sùng bái, nhưng cỗ này sùng bái, lại là vặn vẹo nhân cách, làm cho khí tức của nàng, thoạt nhìn bén nhọn quá phận, để cho người ta không sinh ra nửa điểm thân cận chi ý. Ngu giả khôi lỗi chỉ có lạnh lùng cảm xúc cùng chiến đấu bản năng, thấy Thanh Khâu Huỳnh đánh tới, hắn liền vung lên Hoàng Đồ kiếm giết ngược lại. Cả hai giao phong không đến 30 hiệp, Thanh Khâu Huỳnh liền thua trận, toàn thân là vết kiếm thương, cắn răng nói, thân thể này, không phát huy ra lực lượng của ta. Mặt đất bên trên truyền tống trận, có Chu Chính Hùng cùng Trang Vô Đạo đám người trông coi, nàng vô pháp đột phá tiến đến, chỉ có thể là đem linh hồn tạm thời ký sinh đến Vu Mạch Vãn trên thân, mới có thể thuận lợi bước vào nơi này. Bất quá Vu Mạch Vãn thân thể, rõ ràng không thể để cho nàng phát huy ra tất cả thực lực. Diệp Thần sầm mặt lại, nhìn xem ngu giả khôi lỗi hung hãn bộ dáng, cũng là thật sâu thấy kiêng kỵ. Uy, giúp ta tranh thủ nửa nén hương thời gian, ta có nhất kiếm, có thể đem chảm diệt. Diệp Thần nói với Thanh Khâu Huỳnh, ngu giả khôi lỗi mặc dù hung hãn, nhưng Diệp Thần có nhất kiếm, có thể giết ngược lại. Đầu này ngu giả khôi lỗi, phi thường mạnh mẽ, bởi vì có hồn thiên đế chúc phúc, cho nên trật tự đáy xúc tích thâm hậu vững chắc, liền Diệp Thần thiên đấu đại đồ kiếm, đều không thể đem đánh tan. Bất quá, Diệp Thần còn có một chiêu mạnh hơn kiếm pháp. Cái kia chính là, chỉ thủy nhất kiếm. Thiên đấu đại đồ kiếm, có thể nói trong hiện thực, lực sát thương mạnh nhất kiếm pháp. Nhưng một kiếm này, cũng không phải là cực hạn. Kiếm đỉnh, chính là chỉ thủy. Chỉ thủy nhất kiếm, đảo ngược chuyển càn khôn, điên đảo âm dương. Chỉ thủy kiếm đạo, tinh túy liền là chỉ thủy đoạn thác nước, nghịch chuyển hết thảy. Này kiếm ra, Diệp Thần có lòng tin đem cục diện nghịch chuyển, thậm chí là triệt để chảm phá ngu giả khôi lỗi trật tự, triệt để đánh tan. Bất quá, muốn thi triển ra đủ mạnh mẽ chỉ thủy kiếm đạo, cũng là cần thời gian ấp ủ. Mà lại kiếm ý ấp ủ thời gian, so với thiên đấu đại đồ kiếm còn muốn lâu.
Cái gì? Thanh Khâu Huỳnh không rõ ràng cho lắm, không biết Diệp Thần có thủ đoạn gì. Hô! Diệp Thần đứng vững bước chân, trên thân lại có một cỗ khí chàng khuếch tán ra, hắn như pho tượng bất động, nắm chặt luân hồi thiên kiếm, chỉ thủy kiếm đạo đang nổi lên. Sau lưng Diệp Thần, xuất hiện một màn thác nước khí tượng, dòng nước thao thao bất tuyệt. Đây là kiếm ý, càng là kiếm cực hạn chi cảnh. Đây là... Thanh Khâu Huỳnh đồng tử co vào, tựa hồ cảm giác được cái gì, thân thể rung động. Ngô! Bên kia Ngu Giả Khôi Lỗi, cũng cảm nhận được không thích hợp, tầm mắt phát lạnh, dẫn theo hoàng đồ kiếm đánh giết hướng Diệp Thần. Thanh Khâu Huỳnh giật mình, vội vàng dứt kiếm chặn đường, vì Diệp Thần tranh thủ thời gian. Đinh đinh đinh! Thanh Khâu Huỳnh kiếm, cùng Ngu Giả Khôi Lỗi kiếm đánh nhau, kiếm quang liên miên bất tuyệt, nàng lộ ra cố hết sức, không ngừng thụ thương. Mà tại nàng cùng Ngu Giả Khôi Lỗi chiến đấu, vì Diệp Thần tranh thủ thời gian thời điểm, Diệp Thần trên thân ấp ủ kiếm ý, cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Tại Diệp Thần trên thân, thác nước kia mãnh liệt khí tượng, xuất hiện biến hóa kỳ dị, ban đầu thao thao bất tuyệt hướng xuống phi lưu thác nước, thế mà nghịch chuyển, dòng nước hướng lên dũng mãnh lao tới. Một màn này khí tượng, 10 điểm mỹ lệ, là chỉ thủy kiếm đạo đặc hữu điên đảo càn khôn, nghịch chuyển âm dương, nghịch chuyển logic khí tượng. Diệp Thần chỉ thủy nhất kiếm kiếm ý, triệt để ấp ủ hoàn thành. Kiếm đỉnh, chỉ thủy, đi. Diệp Thần một tiếng quát lên điên cuồng, thân hình như điện, trong chốc lát kiếm quang phá không mà lên, như là một cỗ cường đại dòng nước, sục sôi mà ra. Theo răng rắc một tiếng, một đạo kiếm khí vô hình trong nháy mắt lan tràn ra, hình thành một đầu thật dài kiếm mang. Kiếm mang chỗ đến, không khí phảng phất đều bị áp xúc, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng nổ mạnh. Chỉ thủy nhất kiếm, thiên, người thế mà lĩnh ngộ này kiếm. Thanh Khâu Huỳnh bị một kiếm này uy thế rung động, liền không khí đều trở nên ngưng trọng lên. Ở trong mắt nàng, một kiếm này quả thực là không gì không phá, vô pháp ngăn cản. Thế gian kiếm đạo, dùng chỉ thủy kiếm đạo vì đỉnh phong, từ xưa đến nay, vô số cường giả, truy cầu kiếm đạo đỉnh, bọn hắn chốt tư tưởng ra kiếm đạo trung cực, liền là chỉ thủy nhất kiếm. Phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không. Có thể lĩnh ngộ một kiếm này người, như phượng mao lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ thủy nhất kiếm uy thế, đủ để nghịch chuyển càn khôn, 10 điểm hung mãnh. Ngu Giả Khôi Lỗi thấy Diệp Thần minh mông chỉ thủy kiếm khí, gào thét tới, đôi mắt bên trong cũng là xông lên một vệt nồng đậm chấn động chi sắc. Hắn giơ lên hoàng đồ kiếm, kiếm quang kim mang nở rộ, cuồng hô mà ra, cố gắng ngăn cản Diệp Thần chỉ thủy kiếm khí thủy triều. Nhưng... không có chút nào tác dụng. Chỉ thủy nhất kiếm, quá hung mãnh, tại sử dụng ra một kiếm này về sau, Diệp Thần linh khí liền bị rút sạch, gương mặt tái nhợt thở hào hền. Mà rừng nước nhất kiếm uy lực, cũng không có nhường Diệp Thần thất vọng. Chỉ thấy chỉ thủy kiếm khí điên cuồng gào thét mà ra, quả thực là bẻ gãy nghiền nát, quét ngang hết thảy. Răng rắc, cái kia Ngu Giả Khôi Lỗi thân thể, trong nháy mắt liền bị chỉ thủy kiếm khí đánh tan, vô số tàn chi khối vụn vỡ vụn. Sau đó tại thao thao bất tuyệt kiếm khí thủy triều bên trong, bị xoắn nát thành hư vô, liền một điểm cặn bã đều không hề lưu lại. Lần này, Ngu Giả Khôi Lỗi không cách nào lại trùng sinh, hắn tầng dưới chót trật tự, đã triệt để bị Diệp Thần chảm phá. Thiên đấu đại đồ kiếm chảm bất diệt trật tự, chỉ thủy kiếm đạo có khả năng chảm diệt. Diệp Thần thấy Ngu Giả Khôi Lỗi vẫn diệt, giãn ra một ngụm chọc khí, chống đỡ kiếm mà đứng, móc ra mấy viên thuốc ăn vào, khôi phục linh khí. Đinh! Mà tại Ngu Giả Khôi Lỗi sau khi chết, trên không có một khỏa màu đen óng ánh tinh thạch, đi rơi xuống. Đó là theo Ngu Giả Khôi Lỗi trên thân tuôn ra đồ vật, tựa hồ là hắn trật tự hạch tâm. Màu đen tinh thạch rơi xuống đến trong nước sông, chìm hạ xuống. Thanh Khâu Huỳnh thấy cái kia viên tinh thạch, ôi một tiếng thét kinh hãi, là hồn thiên đế đại nhân chúc phúc chi thạch. Trên mặt nàng lộ ra cuồng nhiệt kinh hỉ vẻ mặt, nghĩ lặn xuống nước đi chiếm lấy tinh thạch. Nhưng Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, một cái đại hoang thâu thiên thuật, cách không một túm, liền đem cái kia màu đen tinh thạch đoạt lại. Màu đen tinh thạch tới tay, Diệp Thần cảm nhận được một cỗ năng lượng tinh thuần. Cỗ này năng lượng tinh thuần, mang theo hồn thiên đế chúc phúc linh khí. Đồ vật cho ta! Thanh Khâu Huỳnh tầm mắt phát lạnh, gắt gao nhìn xem Diệp Thần trong tay chúc phúc tinh thạch, quát. Diệp Thần cười cười, lại không nói nhảm, trực tiếp bóp nát tinh thạch. Đem bên trong chúc phúc linh khí năng lượng, toàn bộ hấp thu.
Hấp thu tinh thạch linh khí về sau, Diệp Thần chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, con mắt đạt được to lớn tẩm bổ, là hắn quyết tử ma nhãn, đạt được tẩm bổ. Diệp Thần quyết tử ma nhãn, nguồn gốc từ hồn thiên đế, hiện tại hắn hấp thu hồn thiên đế chúc phúc linh khí, con mắt cũng là theo chân trở nên mạnh mẽ. Nếu như lúc này, Diệp Thần mở ra quyết tử ma nhãn, hắn quyết tử ma nhãn uy lực, tuyệt đối hơn xa dĩ vãng. Đáng chết, người dám cướp đồ vật của ta. Thanh Khâu Huỳnh giận dữ, huy kiếm hướng Diệp Thần đâm tới. Diệp Thần cười lạnh, trực tiếp trở tay đem Thanh Khâu Huỳnh trường kiếm đoạt lấy, cũng bóp chặt nàng tuyết trắng mềm mại cổ, nói cái gì ngươi đồ vật, đây là ta vất vả có được chiến lợi phẩm. Thanh Khâu Huỳnh cổ bị bóp chặt, sắc mặt tái đi, cũng biết nàng dựa vào cổ thân thể này, là hoàn toàn không cách nào cùng Diệp Thần đối kháng. Diệp Thần hỏi, người mới vừa nói cái gì muốn hợp tác, nghĩ hợp làm cái gì? Hắn cũng là có điểm tò mò, Thanh Khâu Huỳnh thân là Hoàng Đồ Hồn Cung trưởng lão, còn muốn cùng hắn đàm hợp tác, hắn hết sức muốn biết hợp tác nội dung. Thanh Khâu Huỳnh nói, người thả ta ra lại nói. Diệp Thần buông tay ra, đem Thanh Khâu Huỳnh buông ra, cũng là không lo lắng đối phương sẽ phản kháng, hắn có loại át chủ bài thủ đoạn, Thanh Khâu Huỳnh còn uy hiếp không được hắn. Khục! Thanh Khâu Huỳnh ho khan một tiếng, tầm mắt hơi có chút oán độc nhìn Diệp Thần liếc mắt, nói. Ta biết người nghĩ chiếm lấy Tinh Không Đạo Thư, nhưng người yên tâm, ta đối Tinh Không Đạo Thư không có hứng thú. Diệp Thần nói, ồ. Thanh Khâu Huỳnh nói, chỉ có Thanh Khâu Thiên Nhạc này lão đầu tử, mới đúng Tinh Không Đạo Thư có hứng thú, ta không quan tâm, ta chỉ muốn nhìn thấy Hồn Thiên Đế đại nhân hóa thân. Diệp Thần tầm mắt co rụt lại, nói, Hồn Thiên Đế hóa thân. Thanh Khâu Huỳnh nói, đúng vậy, ta điều tra một số bí mật cổ thư, mà lại cầu nguyện thời điểm, tựa hồ cũng nghe được qua Hồn Thiên Đế đại nhân thanh âm. Hắn nói cho ta biết, ngày xưa Hoàng Đồ Cổ Lăng người kiến tạo, từng chấp trưởng Tinh Không Đạo Thư người, tên là Bơi Vân Thiên Tôn. Kỳ thật cái này Bơi Vân Thiên Tôn, liền là Hồn Thiên Đế đại nhân hóa thân. Hắn linh hồn, từng ký sinh tại Bơi Vân Thiên Tôn trên thân, muốn cầm Bơi Vân Thiên Tôn làm vật chứa, trùng sinh khôi phục. Nhưng hết sức đáng tiếc, hắn linh hồn quá cường đại, cái kia Bơi Vân Thiên Tôn, cũng không có tư cách làm dung khí của hắn. Đến cuối cùng, Hồn Thiên Đế đại nhân chỉ có thể mượn Bơi Vân Thiên Tôn thân thể, chế tạo bộ dạng này lăng mộ, sau đó ngủ say, chờ đợi mới vật chứa xuất hiện. Diệp Thần sắc mặt biến hóa, nói, nguyên lai này lăng mộ chủ nhân, Bơi Vân Thiên Tôn, chính là Hồn Thiên Đế hóa thân. Thanh Khâu Huỳnh nói, đúng vậy, luân hồi chi chủ, chúng ta có khả năng hợp tác, ta có thể giúp ngươi cầm tới Tinh Không Đạo Thư, nhưng ngươi muốn đem Bơi Vân Thiên Tôn thi quan tài cho ta. Còn có, ngươi nhất định phải hứa hẹn, không được phá hư Bơi Vân Thiên Tôn thi quan tài. Diệp Thần mơ hồ ngửi được một tia nguy hiểm mùi vị, hỏi, ngươi muốn Bơi Vân Thiên Tôn thi quan tài, ngươi muốn làm gì? Thanh Khâu Huỳnh nói, ta đã tìm được mới vật chứa, ta muốn đem thi quan tài mang đi ra ngoài, nhường Hồn Thiên Đế đại nhân khôi phục. Diệp Thần có chút không tin, nói, có thể chứa đựng Hồn Thiên Đế vật chứa, nơi nào có dễ dàng như vậy tìm kiếm. Ngươi mới vật chứa là cái gì? Thanh Khâu Huỳnh nói, cái này ngươi cũng không cần quản, ngươi chỉ cần đáp ứng ta, đừng phá hư Bơi Vân Thiên Tôn thi quan tài, nắm thi quan tài cho ta, ta có thể giúp ngươi cầm tới Tinh Không Đạo Thư. Diệp Thần thấy có chút không đúng, trong lòng không hiểu lo lắng, cau mày nói, được rồi, ta không hứng thú hợp tác, cáo từ. Trực tiếp quay người rời đi. Thanh Khâu Huỳnh bước nhanh cùng lên đến, nói, không có ta hỗ trợ, ngươi không có khả năng cầm tới Tinh Không Đạo Thư, thậm chí liền tới gần đều làm không được. Diệp Thần nói, vậy liền chờ xem. Diệp Thần dọc theo sông ngầm dưới lòng đất, nhanh chân hướng Tinh Không Đạo Thư vị trí đi đến. Dọc theo con đường này, Diệp Thần không tiếp tục gặp được cái gì ngoài ý muốn, hết sức thuận lợi liền đi tới tàng bảo đồ chỗ biểu thị, Tinh Không Đạo Thư vị trí. Đây là một cái vô cùng u ám hang động, một cái to lớn mộ thất, như cung điện, dựa vào hang động ngọn núi cấu tạo, xây dựng mà thành. Mộ thất cửa lớn, lại là một đoạn to lớn màu vàng kim thân kiếm. Nói đúng ra, là Hoàng Đồ kiếm thân kiếm. Xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, là một màn vô cùng hùng vĩ cảnh tượng. Có một thanh cự kiếm, theo hang động đỉnh chóp trực tiếp xuyên thấu xuống tới, một đường cắm xuống địa tâm. Đó chính là Hoàng Đồ kiếm, là theo vũ trụ bên ngoài xỏ xuyên qua xuống tới Hoàng Đồ kiếm, thân kiếm xỏ xuyên qua đại địa, vừa vặn đi qua cái này Hoàng Đồ cổ lăng. Cất giữ Tinh Không Đạo Thư mộ thất,
tu kiến đến vô cùng xảo diệu, dùng hoàng đồ kiếm thân kiếm vì cửa mộ. Cái này cửa mộ là hoàn toàn không có khả năng mở ra, bởi vì cửa mộ liền là hoàng đồ kiếm một đoạn thân kiếm, chỉ có rút ra hoàng đồ kiếm mới có thể tiến nhập mộ thất. Thế mà dùng kiếm vì môn. Diệp Thần thấy một màn trước mắt, lập tức chấn kinh, không rút ra hoàng đồ kiếm, hắn căn bản không có khả năng tiến vào mộ thất. Nhưng hoàng đồ kiếm, chính là hồn thiên đế binh khí, ẩn chứa trong đó ý chí cường đại, liên thiên đế đều không thể dung chuyển, chớ nói chi là rút ra. Tại Diệp Thần phía sau, Thanh Khâu Huỳnh một mực đi theo, nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng này, lập tức có chút cười đắc ý nói, ha ha, ta cũng đã sớm nói, luân hồi chi chủ, không có ta hỗ trợ, ngươi liền tới gần tinh không đạo thư đều làm không được. Diệp Thần sầm mặt lại, nói, ngươi có tiến vào mộ thất biện pháp. Này tòa mộ thất, ngoại trừ này kiếm môn bên ngoài, cũng không có mặt khác cửa vào, mà lại bốn phía trên vách tường khắc đầy cấm chế, muốn cưỡng ép phá vỡ đi vào, chỉ có bị cấm chế diệt sát xuống tràng. Những cấm chế này, lại mang theo đặc thù nhân quả luật, nếu là cưỡng ép đột phá, coi như có thể đột phá cấm chế, cũng sẽ phá hủy mộ thất, dẫn đến bên trong đồ vật, toàn bộ hủy diệt đi. Loại tình huống này, lại làm cho Diệp Thần thấy vô cùng khó giải quyết, trong lúc nhất thời cũng không có thích đáng biện pháp. Đứng tại mộ thất bên ngoài, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bên trong truyền ra đặc thù khí tức, đó là tinh không đạo thư khí tức, khiến cho hắn vô cùng lòng ngứa ngáy. Thanh Khâu Huỳnh cười nói, ta đương nhiên có biện pháp, ta cũng đã sớm nói, người muốn cầm đến tinh không đạo thư, nhất định phải cùng ta hợp tác. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, hỏi, người nghĩ hợp tác thế nào? Thanh Khâu Huỳnh nói, ta vẫn là câu nói kia, dù như thế nào, người đều không thể phá hư bơi vân thiên tôn thi quan tài, muốn đem thi quan tài giao cho ta. Người cầm tinh không đạo thư, ta lấy đi thi quan tài, đại gia đâu đã vào đấy, như thế nào? Diệp Thần suy nghĩ một chút, luôn cảm giác Thanh Khâu Huỳnh điều kiện, có chút quá rộng rãi, sau lưng rất có thể có âm mưu khác. Nhưng, trong lúc trước mắt, Diệp Thần bây giờ không có phá cửa biện pháp, chỉ có thể trước hợp tác lại nói, đằng sau có nguy hiểm gì, hắn tin tưởng dựa vào chính mình đủ loại át chủ bài thủ đoạn, cũng có thể hóa giải, hiện tại nhân tiện nói. Tốt, ta hợp tác với ngươi. Thanh Khâu Huỳnh mừng rỡ, lại nói ta muốn ngươi trước dùng đạo tâm phát thệ. Mặc kệ như thế nào, đều không thể phá hư thi quan tài. Diệp Thần trầm giọng nói tốt, ta thề, ta không sẽ phá hư bơi vân thiên tôn thi quan tài, ngươi mở cửa. Thanh Khâu Huỳnh nghe được Diệp Thần thệ ngôn, mừng lớn nói, rất tốt. Nàng đi đến kiếm môn trước, tay cầm đè lên, ánh mắt mang theo thành tín cầu nguyện nói, hồn thiên đế đại nhân, mời ngươi lắng nghe ngươi thành kính tín đồ kêu gọi, cho phép ta đi chiều bái ngươi hóa thân. Nàng cầu nguyện tiếng hạ xuống. Cái kia kim sắc kiếm môn, ông ông tác hưởng, điêu khắc ở kiếm trên người hoa văn, một hồi vặn vẹo, sau đó có một đầu âm u vết nứt không gian nứt ra. Luân hồi chi chủ, đi vào đi. Thanh Khâu Huỳnh mừng rỡ, dọc theo vết nứt không gian chui vào. Diệp Thần tâm bên trong run lên, tại lúc này bắt được mãnh liệt bén nhọn thiên cơ, hắn có dự cảm, nếu là hắn tiến vào, rất có thể liền không ra được. Mộ chủ, đi vào, ta sẽ bảo hộ ngươi. Luân hồi mộ địa bên trong, quỷ đạo tổ sư theo trên bia mộ nổi lên, trịnh trọng nói ra. Hắn cũng thấy này mộ thất nguy hiểm, nhưng tinh không đạo thư liền tại bên trong, tuyệt không thể bỏ qua. Đa tạ tiền bối bảo hộ. Diệp Thần gật đầu, có quỷ đạo tổ sư thủ hộ hứa hẹn, hắn cũng là an tâm rất nhiều, liền nhanh chân hướng về phía trước, chui vào vết nứt không gian bên trong. Xuyên qua không gian vết nứt về sau, Diệp Thần liền chính thức bước vào trong mộ thất. Tại hắn bước vào mộ thất về sau, sau lưng vết nứt không gian liền khép kín. Theo Diệp Thần bước vào mộ thất, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong nồng nặc xông vào mũi. Mộ thất bên trong âm u ẩm ướt, bốn phía tản ra một loại khí tức âm lãnh, khiến cho hắn không khỏi dùng mình một cái. Tại trước mắt của hắn, có một bộ to lớn màu đen quan tài. Quan tài toàn thân đen kịt, tản ra một cỗ chìm áp cảm, phảng phất ẩn sâu cái gì bí mật không muốn người biết. Diệp Thần không dám tùy tiện tiếp cận, bởi vì hắn cảm giác được cái này quan tài tựa hồ có một cỗ cực đoan lực lượng cường đại, tựa hồ mong muốn ma diệt tinh thần của hắn. Thế nhưng, càng thêm hấp dẫn Diệp Thần lực chú ý chính là, này bộ quan tài bên trên lơ lửng một mảnh lập lòe tinh quang pháp bảo trang sách. Hắn đến gần xem xét, phát hiện những sách này trang do từng đầu xích sắt đan sen buộc chặt lấy,
Trang sách bên trên viết đầy dấu hiệu chữ viết, thoạt nhìn cổ lão mà thần bí. Đó chính là Tinh Không Đạo Thư trang sách. Trang này Tinh Không Đạo Thư, là như thế thần bí, trang sách phía trên phảng phất thật ẩn chứa một mảnh đại tinh không, có điểm điểm tinh thần tô điểm trong đó, nhưng ở trang sách rìa bên trên, lại lượn lờ lấy một cỗ không tầm thường hắc ám khí. Cỗ này hắc ám khí, Diệp Thần quá quen thuộc, liền là hắn trước kia nuốt tinh không trái cấm, trên cánh tay hắc ám, là Tinh Không Bỉ Ngạn Sa Đọa hắc ám. Trang này Tinh Không Đạo Thư, vậy mà cũng đã đản sinh ra hắc ám sa đọa khí tức. Bất quá, cỗ này hắc ám sa đọa khí tức, còn không tính quá nghiêm trọng, tạm thời còn không có ăn mòn đến trang sách hạch tâm. Phiến tinh không này đạo thư trang sách, còn mang có vô cùng cường đại, trầm hậu, vững chắc, mênh mông trật tự lực lượng. Cỗ này trật tự lực lượng mơ hồ trấn áp phía dưới màu đen quan tài. Bộ dạng này màu đen quan tài, mặc dù một mực phong tỏa, nhưng y nguyên có một cỗ thi xú, từ bên trong truyền tới, chỉnh bộ quan tài lộ ra không rõ khí tức quỷ dị, phảng phất bên trong thi thể, tùy thời đều muốn thi biến. Thanh Khâu Huỳnh liền đứng tại màu đen quan tài bên cạnh, thân thể xúc động phát run, tay cầm nhất thời vuốt ve quan tài, nhất thời lại giống như sợ khinh nhờn, đưa tay buông xuống. Không hề nghi ngờ, đây chính là Bơi Vân Thiên Tôn thi quan tài. Mà Bơi Vân Thiên Tôn, liền là Hồn Thiên Đế hóa thân. Nói cách khác, Hồn Thiên Đế hóa thân, đang nằm tại đây phó trong quan tài. Mộ chủ, nguy hiểm. Này quan tài, tràn đầy không rõ khí tức kinh khủng, người nhanh hủy đi nó. Bằng không, trong quan tài đồ vật leo ra, hậu quả khó mà lường được, nhanh hủy đi. Quỷ đạo tổ sư kêu to, thật sâu thấy cái kia quan tài không rõ cùng hiểm ác. Trong quan tài đồ vật, quá kinh khủng, liền hắn cái này quỷ đạo đại sư, cũng là thật sâu chấn động. Bởi vì trong quan tài, liền là Hồn Thiên Đế hóa thân. Một khi Hồn Thiên Đế hóa thân khôi phục, thật là sẽ khủng bố cỡ nào, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, cũng là thấy cái kia quan tài đáng sợ, rút ra Luân Hồi Thiên Kiếm, vô ý thức mong muốn phá hủy. Thanh Khâu Huỳnh thấy thế, lớn tiếng kêu lên, uy, Luân Hồi Chi Chủ, người muốn làm gì? Người đã thề, không cho phép phá hư Bơi Vân Thiên Tôn thi quan tài. Diệp Thần sầm mặt lại, thật sự là hắn là đã thề, hiện tại cũng không tiện thật hủy đi thi quan tài. Thanh Khâu Huỳnh nói, người bắt người Tinh Không Đạo Thư thi quan tài về ta. Nói xong, Thanh Khâu Huỳnh hai tay nắm lấy nắp quan tài, cắn răng dùng sức, mong muốn đem nắp quan tài xốc lên, nhưng này bộ quan tài, phong tỏa hết sức nghiêm mật, nàng trong lúc nhất thời cũng mở không ra. Quỷ đạo tổ sư nói, mộ chủ, không thể để cho nàng mở ra quan tài. Bằng không Hồn Thiên Đế chạy đến, chúng ta đều có thể chết ở chỗ này. Diệp Thần trầm giọng nói, nhưng ta đã thề. Quỷ đạo tổ sư nói, vậy ngươi lấy đi Tinh Không Đạo Thư, lập tức rời đi, lập tức. Diệp Thần ngưng trọng ừ một tiếng, cũng cảm nhận được cực đoan nguy hiểm, hắn ánh mắt nhìn cái kia một mảnh Tinh Không Đạo Thư trang sách bị từng đầu xích sắt buộc chặt phong tỏa, những cái kia xích sắt mang theo cường hãn cấm chế lực lượng, hắn Luân Hồi Thiên Kiếm nhất kiếm chém tới. Lại không thể đem xích sắt chặt đứt. Một bên Thanh Khâu Huỳnh, thấy thế hơi hơi phát ra quỷ dị cười, nói, Luân Hồi Chi Chủ, xem ra coi như ta nắm Tinh Không Đạo Thư nhường cho ngươi, ngươi cũng mang không đi à. Diệp Thần hừ một tiếng, nói, ai nói ta mang không đi. Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, cho ta đánh cắp. Thủ đoạn cường ngạnh vô pháp đột phá, nhưng Diệp Thần còn có mưu lợi thủ đoạn. Hắn trực tiếp thi triển ra Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, gần trong gang tấc phía dưới. Đại Hoang Thâu Thiên Thuật một thoáng có hiệu lực, cái kia bị vô số xích sắt buộc chặt Tinh Không trang sách, liền rơi xuống Diệp Thần trong tay, mà xích sắt không ngừng. Thấy cảnh này, Thanh Khâu Huỳnh lập tức ngây dại, ngươi. Diệp Thần không muốn ở lại lâu, lấy được Tinh Không Đạo Thư, lập tức liền muốn rời khỏi. Mộ thất cửa lớn phong bế, đó là Hoàng Đồ Kiếm Thân Kiếm, không có thể đột phá, nhưng chung quanh vách tường, lại có thể oanh phá. Tuy nói oanh phá vách tường về sau, sẽ xúc động cấm chế, rước lấy hung hãn sát phạt, thậm chí dẫn đến mộ thất hủy diệt, nhưng Diệp Thần đã lấy được Tinh Không Đạo Thư, mộ thất hủy diệt cũng không quan trọng. Ông, Diệp Thần trực tiếp tế ra Cửu Thiên Bàn Long Trụ, liền muốn một cột nhà oanh phá mộ thất, phá giết ra ngoài. Thanh Khâu Huỳnh nhìn thấy một màn này rõ ràng có chút hoảng rồi, nàng vẫn không có thể mở ra quan tài, vội vàng lớn tiếng cầu nguyện nói. Hồn Thiên Đế đại nhân, mời ngươi tô tỉnh. Người vật chứa muốn bỏ chạy.
Oanh! Diệp thần đại trụ oanh kích, oanh phá mộ thất, nhanh chân đi ra ngoài. Nhưng, hắn vừa đi ra mộ thất, xỏ xuyên qua toàn bộ hang động hoàng đồ kiếm, liền ông ông tác hưởng, bắn ra vô tận kim sắc kiếm quang. Một cỗ kim sắc kiếm quang hồng chiều, hướng về Diệp thần gào thét tới. Diệp thần bước chân, lập tức bị buộc ngừng, ngự kiếm đón đỡ. Lúc này, trong mộ thất, Thanh Khâu Huỳnh một mực mở không ra quan tài, bên trong tựa hồ truyền ra một cỗ hung mãnh lực lượng, trực tiếp đem nắp quan tài oanh mở. Nắp quan tài oanh mở về sau, một đầu tái nhợt tay, khoác lên quan tài rìa lên. Thanh Khâu Huỳnh biểu lộ, rung động mà mừng như điên. Chỉ thấy một thanh niên nam tử, chậm rãi theo trong quan tài leo ra, hắn mở mắt, theo thi thể trạng thái khôi phục, trên thân thi khí cấp tốc tán đi, tái nhợt làn da khôi phục chút hồng nhuận phơn phớt, một cỗ cường đại khí tràng, dần dần theo trên thân thể phát ra. Diệp thần đồng tử co vào, không hề nghi ngờ, người thanh niên này, chính là ngày xưa bơi Vân Thiên Tôn. Hắn cư nhiên như thế tuổi trẻ, mà lại tại trong quan tài ngủ say lâu như vậy, lại không có một chút hư thối cùng tuế nguyệt hư hại dấu vết. Diệp thần nhìn một chút trong tay mình tinh không đạo thư, đại khái liền biết là tinh không đạo thư trật tự lực lượng, bảo hộ bơi Vân Thiên Tôn, cho nên hắn mới không có chút nào hư thối cùng mài mòn. Hồn Thiên Đế đại nhân, cung nghênh ngươi khôi phục, ta mang cho ngươi tới mới vật chứa. Thanh Khâu Huỳnh kích động đến nói năng lộn xộn, ngón tay chỉ Diệp thần. Nguyên lai nàng nói tới mới vật chứa, thế mà liền là Diệp thần. Hoàn toàn chính xác, phóng nhãn không không lúc nào không, có tư cách xung làm hồn thiên đế vật chứa người, có thể nói là lác đác không có mấy, Diệp thần là trong đó thích hợp nhất một cái. Bơi Vân Thiên Tôn không, nói đúng ra, hẳn là hồn thiên đế. Hồn thiên đế ánh mắt, ngắm nhìn Thanh Khâu Huỳnh, nhàn nhạt hỏi, rất tốt, ngươi làm tốt, ngươi muốn cái gì ban thưởng. Thanh Khâu Huỳnh kích động nói, ta muốn. Hồn thiên đế lại cắt ngang nàng nói, thôi. Ta ban thưởng ngươi vĩnh hằng cực lạc. Tay hắn vồ lấy, một cỗ cường đại nhiếp đoạt lực lượng lan tràn ra, Thanh Khâu Huỳnh hét lên một tiếng, hồn phách liền theo vu mạch vãn trong thân thể bị tách rời ra. Hồn thiên đế đại nhân, không, ta. Thanh Khâu Huỳnh còn muốn nói cái gì, nhưng hồn thiên đế tay cầm khẽ hấp, đã đem hồn phách của nàng, triệt để thôn vệ hấp thu hết, còn phát ra một tiếng uyển chuyển thoải mái nhẹ nhàng chậm chạp thở dài, phảng phất hưởng thụ cái gì mỹ vị thức ăn. Vu mạch vãn thân thể, thì bịch một tiếng ngã xuống đất. Thôn vệ Thanh Khâu Huỳnh linh hồn hồn thiên đế, khí tức trở nên tinh thâm rất nhiều, tầm mắt chạm nhiên có thần, ngắm nhìn Diệp thần, thản nhiên nói, luân hồi chi chủ, chúng ta lại gặp mặt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hồn thiên đế ngữ khí rất hòa thuận, tầm mắt cũng rất bình tĩnh, nhưng Diệp thần nghe hắn, tiếp xúc đến hắn ánh mắt, lại thấy rùng mình, da đầu trận trận run lên. Hắn lập tức biết tất cả mọi chuyện, này hoàng đồ cổ lăng liền là hồn thiên đế tu kiến, tàng bảo đồ cũng là hắn vẽ, trước đây Diệp thần gặp phải ngu giả khôi lỗi, cũng là hồn thiên đế tự tay chế tạo. Ta bố trí xuống tầng tầng khảo nghiệm, đang mong đợi có một ngày, có người có thể tới đến trước mặt ta. Có thể thông qua khảo nghiệm người, nhất định là hạng người kinh tài tuyệt diễm, có tư cách coi ta vật chứa. Ta thân thể này nha, vẫn là quá yếu, ta cần mới vật chứa. Chỉ là ta không nghĩ tới, bây giờ xuất hiện ở trước mặt ta người, lại có thể là ngươi, ta coi là lại là đệ nhị hồn tộc, hoặc là đệ nhất hồn tộc người. Nhưng bọn hắn chưa từng xuất hiện, bọn hắn khả năng đã phản bội ta, đối ta không nữa trung tâm. Hồn thiên đế nắm chặt lại quyền, tầm mắt lóe lên đủ loại suy nghĩ, có tiếc nuối cùng bất đắc dĩ, cũng có niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, ngươi đi vào trước mặt ta. Là vận mệnh cho ta biếu tặng, không có so ngươi thích hợp hơn vật chứa. Ngươi là đại khí vận người, nếu như ở bên ngoài, ta không có nắm bắt áp chế ngươi, thậm chí khả năng bị ngươi giết ngược lại. Nhưng ở nơi này, tại trên địa bàn của ta, ngươi không có khả năng có cơ hội phản kháng. Nơi này là hồn thiên đế tuyệt đối địa bàn, hoàng đồ kiếm liền tại phụ cận, hắn là tuyệt đối chúa tể. Răng rắc, hồn thiên đế tay cầm vừa nắm. Xỏ xuyên qua hang động hoàng đồ kiếm, cùng hắn bùng nổ mãnh liệt cộng minh, từng sợi kim quang hội tụ đến trên bàn tay của hắn, tạo thành một thanh trường kiếm, đó chính là hoàng đồ kiếm hình chiếu, sáng chói, lăng lệ, phong mang tất lộ. Mà cái kia hoàng đồ kiếm bản thể đã triệt để trở nên mờ đi, hết thảy năng lượng, đều hội tụ đến hồn thiên đế trên tay.
hồn thiên đế trong tay màu vàng kim hoàng đồ kiếm, kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp cổ lão khí phách, chém giết ngàn tỷ người bén nhọn khí tức sát phạt, tận ở trong đó, bá khí đến mức không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần thật sâu chấn động, chấp trưởng hoàng đồ kiếm hồn thiên đế, quá hung mãnh, quả thực là không có thể ngang hàng. Hồn thiên đế nghiêng nắm hoàng đồ kiếm, lạnh nhạt cười nói, luân hồi chi chủ, ngươi còn có cái gì nguyện vọng, có thể nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Diệp Thần khóe miệng giật giật, lại nghe luân hồi mộ địa bên trong, quỷ đạo tổ sư kêu lên. Mộ chủ, rút lui trước, hồn thiên đế khí thế cực thịnh coi như mượn dùng lực lượng của ta, ngươi cùng hắn quyết chiến, cũng chỉ có ngọc đá cùng vỡ xuống tràng. Ngươi trước lĩnh hội tinh không đạo thư, nếu là có thể nhìn rõ tinh không đạo thư bí mật, chúng ta liền có giết ngược lại cơ hội. Hiện tại Diệp Thần đã lấy được tinh không đạo thư, chỉ cần có thể trưởng khống, lại mượn dùng quỷ đạo tổ sư lực lượng, Diệp Thần là có thể hoàn thành đối hồn thiên đế giết ngược lại. Về phần hiện tại, Diệp Thần nếu là hòa hồn thiên đế chiến đấu, phần thắng quá nhỏ. Nghe quỷ đạo tổ sư, Diệp Thần quyết đoán thể cấp tốc, lập tức quay người chạy hùng hục. Tội gì dẫy dụa? Tại trên địa bàn của ta, ngươi là trốn không thoát. Hồn thiên đế đôi mắt mang theo xâm nghiêm lạnh lẽo, dựng thẳng kiếm làm ngực, linh khí dâng lên, chỉ thấy từng đầu kiếm khí màu vàng óng, theo hoàng đồ kiếm bên trên bộc phát ra, vù vù rung động, cấp tốc gào thét mà ra, sau đó ở chung quanh tạo thành một cái to lớn nghiêm mật màu vàng kim kiếm trận, trực tiếp đem Diệp Thần phong tỏa ngăn cản. Diệp Thần bị màu vàng kim kiếm trận phong tỏa, vô pháp bỏ chạy, không khỏi sầm mặt lại. Bất quá Diệp Thần quyết đoán thật nhanh, mắt trái bộc phát ra hắc ám tử vong ma khí, phía trên lưu động ra từng sợi cổ lão hoa văn. Quyết tử ma nhãn, mở, vỡ cho ta. Trong nháy mắt, Diệp Thần mở ra quyết tử ma nhãn, to lớn bén nhọn đau đớn, theo hắn ánh mắt bên trên truyền đến. Mở ra quyết tử ma nhãn tác dụng phụ, hết sức rõ ràng. Nhưng, vì đột phá hồn thiên đế phong tỏa, Diệp Thần cũng không do dự. Quyết tử ma nhãn vừa mở hắc ám kinh khủng tử vong sát khí, liền hướng trước gào thét mà ra. Hồn thiên đế bày ra màu vàng kim kiếm trận, lập tức liền chết đi, trực tiếp phá diệt, kim quang ô minh tiêu tán. Diệp Thần nhân cơ hội này, lập tức chạy ra, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Ngô! Dùng con mắt của ta, đột phá ta phong tỏa. Ngươi được lắm đấy. Hồn thiên đế ra mặt run lên, Diệp Thần sử dụng quyết tử ma nhãn, có thể là hắn trước kia con mắt. Nhưng ngươi trốn không thoát đi, luân hồi chi chủ, ta nói nơi này là địa bàn của ta. Hồn thiên đế nhìn xem bỏ chạy Diệp Thần, cũng không hoảng loạn, hắn đã khóa chặt Diệp Thần khí thế, dù như thế nào, Diệp Thần đều không thể đào thoát hắn trưởng khống. Ngay sau đó, hồn thiên đế liền lạnh nhạt rút kiếm đuổi theo. Diệp Thần chạy trốn tới một chỗ trong sơn động, giãn ra một ngụm chọc khí. Quỷ đạo tổ sư nói, nhiều nhất nửa nén hương thời gian, hồn thiên đế sắp đuổi kịp, mộ chủ, người có thể tại lúc này trong phòng, lĩnh hội tinh không đạo thư sao? Diệp Thần nhếch nhếch miệng, lấy ra tinh không đạo thư, xem nhìn một chút, chỉ cảm thấy đại đạo uyên thâm, cuồn cuộn thần bí, hắn lắc lắc đầu nói, tinh không đạo thư, thâm bất khả chắc, coi như là bằng vào ta bây giờ thiên phú cùng thực lực, mong muốn lĩnh hội đạt được chỗ tốt gì lời, ít nhất cũng phải nửa canh giờ thời gian. Nếu như có thể có nửa canh giờ, Diệp Thần bình tĩnh lại tâm tình, hắn đoán chừng mình có thể sơ bộ lãnh hội đến giờ tinh không đạo thư thần bí ảo diệu. Đương nhiên, chỉ có thể lĩnh ngộ chút ra lông, dù sao tinh không đạo thư quá thâm ảo, liền thích giả Phật tổ nghiên cứu lâu như vậy, cũng không có hoàn toàn nhìn rõ. Nếu có thể hoàn toàn nhìn rõ tinh không đạo thư bí mật, sẽ cùng là nắm giữ tinh không bỉ ngạn hết thảy quy luật pháp tắc, đây là có thể xưng chuyện nghịch thiên, trước mắt thế gian còn không người có thể làm được. Bất quá, dùng tinh không đạo thư mạnh mẽ, Diệp Thần chỉ cần có thể lãnh hội đến chút ra lông, đều có thể tăng nhanh như gió. Sau đó lại kết hợp quỷ đạo tổ sư lực lượng, hoàn thành đối hồn thiên đế giết ngược lại. Hiện tại, hắn cần nửa canh trình giờ thời gian. Quỷ đạo tổ sư trầm giọng nói, hồn thiên đế lập tức liền muốn đuổi theo, chỗ nào có thể chống đỡ nửa canh giờ. Ngô, có lẽ gọi tiểu La Bạc trước hỗ trợ cản trở. Hắn trầm ngâm một thoáng, nhìn quanh luân hồi mộ địa, thấy tiểu cấm yêu tồn tại, tiểu cấm yêu lại là tại phong ngữ tiên trì bên trong đi ngủ. Hắn liền muốn thức tỉnh tiểu cấm yêu, đi giúp Diệp Thần ngăn cản hồn thiên đế. Tiền bối, không cần. Ta nhân quả, ta tự mình tới giải quyết. Diệp Thần đưa tay ngăn cản quỷ đạo tổ sư,
hắn cũng không muốn quá mức ỷ lại bên ngoài lực lượng, chính mình nhân quả tự mình giải quyết tốt nhất. Soạt. Diệp Thần lấy ra 4 kiện yêu tổ trong thần khí chín tịch diệt thần mâu, trầm ngâm nói, hiến tế vật này, đoán chừng có khả năng thoáng ngăn cản hồn thiên đế bước chân, tranh thủ thời gian. Yêu tổ thần khí 10 điểm chân quý, Diệp Thần tự nhiên không muốn hy sinh, nhưng khi cái này liên quan đầu, mong muốn ngăn trở hồn thiên đế, hắn nhất định phải trả giá một chút. Ngay sau đó, Diệp Thần liền đem chín tịch diệt thần mâu, trực tiếp hiến tế đi. Ông! Hiến tế sau khi hoàn thành, một cỗ mạnh mẽ hung mãnh xám ám năng lượng, trực tiếp phong tỏa ngăn cản hang núi. Cỗ năng lượng này, chính là chín tịch diệt thần mâu hiến tế lực lượng, ẩn chứa kinh khủng tịch diệt khí tức. Diệp Thần chỉ hy vọng, cỗ này tịch diệt khí tức, có thể ngăn cản hồn thiên đế. Đạp đạp! Hồn thiên đế tiếng bước chân, theo bên ngoài sơn động vang lên. Luân hồi chi chủ, người còn tại kéo dài hơi tàn, lại là cần gì chứ? Chờ cỗ năng lượng này tán đi, mặt ngươi đối ta, cũng chỉ có một con đường chết thôi. Hồn thiên đế thanh âm đạm mạc, truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai. Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết, chín tịch diệt thần mâu hiến tế lực lượng, cũng không thể ngăn cản hồn thiên đế bao lâu, hắn nhất định phải nhanh nắm giữ tinh không đạo thư. Hít sâu một hơi, Diệp Thần tế ra tinh không đạo thư, trôi nổi trước người. Trang này tinh không đạo thư đã lây dính hắc ám sa đọa khí tức, trang sách rìa bên trên quanh quẩn lấy hắc ám sương mù, người bình thường đừng nói nắm trong tay, coi như chẳng qua là đụng vào, thậm chí là quan sát thời gian hơi dài một điểm, đều có lâm vào sa đọa ác mộng nguy hiểm, tựa như lúc trước quái thiên đế nữ nhi, càn sương nguyệt, thậm chí sẽ có nổi điên khả năng. Tinh không hắc ám sa đọa, này loại khái niệm, đối với người bình thường tới nói, là ác mộng ô nhiễm. Bất quá, Diệp Thần đạo tâm mạnh mẽ, mà lại hắn dùng qua 2 bình cửu thiên linh thủy, thân thể tinh khiết, bình thường hắc ám sa đọa khí tức, đã hoàn toàn xâm hại không đến hắn. Cho nên, Diệp Thần cũng không có bối rối, thần tâm duy trì chấn định, phóng xuất ra chính mình tinh thần, hoàn toàn thẩm thấu vào tinh không đạo thư bên trong. Oanh! Tiếp theo sát, Diệp Thần tinh thần, liền phảng phất đi tới một mảnh tinh không mênh mông thế giới. Như đạp toái tinh hà, rơi vào mộng cảnh. Diệp Thần cả người, phảng phất đều rơi vào nhật nguyệt tinh huy bên trong, đây là một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, cả người phơi phới, giống như nằm trong gió, ngủ ở lông vũ nhung bên trên, phiêu phù ở tinh khiết như gương nước hồ lên. Phiến tinh không này cũng không có sa đọa, là phi thường tinh khiết vô cùng sáng long lanh bộ dáng, thâm thúy bao la hùng vĩ, nhật nguyệt tinh thần đều tuân theo lấy mỹ diệu quy luật cùng quý tích, tại chậm rãi chuyển động. Nếu như là sa đọa tinh không, tinh thần quý tích là hỗn loạn, tuyệt sẽ không như thế hoàn mỹ cùng có trật tự. Mắt thấy tinh không mênh mông, Diệp Thần tâm thần cũng biến thành trống trải. Hắn đứng dậy, toàn thân xương cốt răng rắc rung động, tu vi cảnh giới bình cảnh, đã tự động phá toái. Tu vi của hắn, thuận lợi theo thần đạo cảnh 6 tầng trời đỉnh phong, đột phá đến 7 tầng trời mức độ, chính thức bước vào hậu kỳ chi cảnh. Thế mà dễ dàng như vậy đã đột phá. Diệp Thần ngẩn ngơ, sau đó là kinh hỉ, tinh không đạo thư quả nhiên là mạnh mẽ, hắn cũng không có tận lực đi cảm ngộ đột phá, chẳng qua là quan sát tinh không liếc mắt, chính mình tu vi cũng đột phá tấn thăng. Hiện tại Diệp Thần cảm giác, vô cùng vi diệu, hắn cảm giác không thấy thân thể của mình tồn tại, cũng cảm giác không thấy tinh thần tồn tại, nếm thử cùng quỷ đạo tổ sư câu thông, lại phát hiện hoàn toàn câu thông không được. Hắn phảng phất thành hư vô, thậm chí liền hư vô đều không tồn tại. Liền là không không, giống như đã chạm đến không không bản chất. Diệp Thần hướng về phía trước đi, hắn thấy sâu trong tinh không, có đồ vật gì đang chờ hắn. Mặc dù cảm giác không thấy chính mình thân thể, nhưng Diệp Thần biết mình phía trước đi. Cũng không biết đi về phía trước bao lâu, Diệp Thần nghe được một cỗ to lớn khí lưu tiếng nổ vang rền, âm thanh này, mặc dù liền vũ trụ chân không, đều không thể che giấu. Một màn vô cùng hùng vĩ hình ảnh kỳ lạ. Xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt. Ở phía trước của hắn, vô tận tinh không bên trong, thế mà lơ lửng một cái to lớn màu lam khối Rubik. To lớn màu lam khối Rubik, 6 mặt, bát giác, 12 một bên, hiện ra u ám bằng đá, lạnh lùng xâm nghiêm, lăng một bên chỉnh tề, toàn thể biểu lộ ra một cỗ hoàn mỹ trật tự. Cỗ này trật tự, vững chắc đến đáng sợ, hoàn mỹ chỉnh tề đến đáng sợ, không có một chút hỗn loạn cùng hỗn loạn địa phương. Một cỗ cuồn cuộn rộng rãi năng lượng linh khí, theo cái kia màu lam như mộng như ảo khối Rubik bên trong,
tản ra, khuếch tán đến toàn bộ tinh không trong vũ trụ đi, không ngừng thai nghén ra mới tinh thần. Diệp Thần thậm chí cảm giác được, toàn bộ tinh không, hết thảy nhật nguyệt tinh thần, thậm chí là chư thiên vũ trụ, đều là vây quanh viên này màu lam khối Rubik xoay tròn. Viên này màu lam khối Rubik cũng tại tự quay, chuyển động quỹ tích là như thế có tiết tấu, tràn đầy quy luật trật tự, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không lâm vào hỗn độn cùng hỗn loạn, hết thảy quỹ tích cũng có thể dự đoán, thậm chí có thể dùng đơn giản một chút ký hiệu biểu đạt ra đến, ngắn gọn mỹ diệu đến gần như thần thánh mức độ. Đại đạo đơn giản nhất. Diệp Thần triệt để rung động, trước mắt một màn này hình ảnh, màu lam khối Rubik thể trôi nổi tại đen kịt thâm thúy trong vũ trụ, đủ để cho chúng sinh mê say. Xem được không? Đột nhiên, một đạo thanh âm non nớt, theo Diệp Thần bên người vang lên. Diệp Thần sững sờ, nghiêng đầu nhìn một cái, liền thấy một cái tiểu nữ hài không biết theo chừng nào thì bắt đầu, xuất hiện tại bên cạnh mình. Tiểu nữ hài ước chừng 7-8 tuổi, làn da trắng ngần, ngũ quan như phấn điêu ngọc trác hoàn mỹ, là cái mỹ nhân bại hoại, dùng tinh thần vì áo, ánh trăng vì thường, thái dương hào quang hình thành tóc của nàng mang, thắt như đen như thác nước tóc xanh tóc hoa. Nàng hai chân trần trụi liền an tĩnh đứng tại Diệp Thần bên người. Diệp Thần chưa từng thấy qua, đẹp mắt như vậy tiểu nữ hài. Đẹp mắt. Diệp Thần gật đầu, tầm mắt nhìn chăm chú tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài bật cười, nói ta không phải hỏi ta có đẹp hay không, là hỏi ngươi viên này khối Rubik. Diệp Thần lấy lại tinh thần, tầm mắt nhìn về phía cái kia màu lam khối Rubik, nói, đẹp mắt. Tầm mắt lại rơi xuống nhỏ trên người cô gái. Lại từ tiểu nữ hài đôi mắt bên trong, cảm nhận được một cỗ tuyên cổ thê lương chi ý. Cỗ này ánh mắt, không nên xuất hiện tại một cái tiểu nữ hài trên thân. Ngươi là tinh không đạo thư khí linh. Diệp Thần cảm giác phi thường mẫn duệ, trên dưới dò xét tiểu nữ hài liếc mắt, liền thấy tiểu nữ hài khí tức đặc thù, lại cùng toàn bộ tinh không, có huyết mạch tương liên liên lạc. Hắn vô ý thức phán đoán, tiểu nữ hài này, rất có thể là tinh không đạo thư khí linh. Tinh không đạo thư, thế mà đã đản sinh ra khí linh. À, người thật sự là lợi hại, thế mà liếc mắt một cái liền nhìn ra sao. Không hổ là luân hồi chi chủ đâu. Tiểu nữ hài tán thưởng một tiếng, trong veo trong con ngươi tràn đầy kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, rõ ràng không nghĩ tới Diệp Thần liếc thấy phá thân nàng phần. Thật sự là khí linh, ta đây hẳn là xưng hô như thế nào ngươi. Diệp Thần sững sờ, hắn chẳng qua là thuận miệng suy đoán. Không nghĩ tới lại điểm chúng chân tướng. Ta sao, ngươi có thể gọi ta ngôi sao nhỏ? Tiểu nữ hài cười nói. Diệp Thần, ngôi sao nhỏ. Tiểu nữ hài nói, đúng vậy, hoặc là, ngươi cũng có thể xưng hô ta đấy thần hào đại tinh thần. Diệp Thần nói, đại tinh thần, ngươi thần hào, cũng là bá khí, vậy có hay không sao nhỏ thần? Tiểu nữ hài nói, sao nhỏ thần cũng là ta khi còn bé liền gọi sao nhỏ thần. Hiện tại lớn lên liền gọi đại tinh thần. Diệp Thần nhìn một chút tiểu nữ hài chỉ tới bắp đùi mình thân cao, cười nói, người này liền đã lớn lên sao? Ngươi không phải vẫn là cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nói, ta đã tính lớn lên, khi còn bé ta, chẳng qua là một hạt không có ý nghĩa tinh quang, ta niên tuế rất lớn, so không không thời không tuổi thọ còn muốn lớn, ngươi không cách nào tưởng tượng. Ta đản sinh thời điểm, không không lúc nào không đều còn không có sinh ra đây. Diệp Thần con ngươi híp lại nói, nhưng ngươi thoạt nhìn vẫn là một đứa bé, đại tinh thần, sao nhỏ thần, ngôi sao nhỏ, những tên này cũng không tốt, ta gọi Diệp Thần, ngươi về sau theo họ ta cho ngươi đặt tên, Ngô. Diệp Thần suy tư muốn cho tiểu nữ hài lấy cái dạng gì tên. Tiểu nữ hài lắc lắc đầu nói, không cần, ta không cần, tên quá nhiều sẽ dẫn đến hỗn loạn, ca ca ngươi gọi ta ngôi sao nhỏ được rồi. Diệp Thần con ngươi híp lại. Cười cười, nói, được a, ngôi sao nhỏ. Dừng một chút, Diệp Thần chỉ về đằng trước to lớn u lam khối Rubik, vật kia là cái gì? Diệp Thần có thể cảm giác được, cái kia màu lam khối Rubik khủng bố cùng cuồn cuộn, còn có cái kia gần như hoàn mỹ quy luật, tìm không ra nửa điểm tì vết. Ngôi sao nhỏ, là thiên đạo. Diệp Thần sửng sốt, cho là mình nghe lầm, thiên đạo. Ngôi sao nhỏ nói, đúng vậy, mỗi cái thế giới. Mỗi cái vũ trụ tinh không, đều có thể có khác biệt quy luật pháp tắc, khác biệt thiên đạo. Nhưng tất cả thiên đạo quy luật, đầu nguồn đều tại đây viên màu lam khối Rubik phía trên, đây là chí cao thiên đạo, chí vĩ chân lý là ban đầu quy luật. Ngươi xem một chút, viên này khối Rubik có phải hay không rất hoàn mỹ?
Diệp Thần kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ lấy cái kia viên màu lam khối Rubik, đích thật là vô cùng hoàn mỹ, trật tự quỹ tích ngay ngắn, tòng ma phương bên trên một giây quỹ tích chuyển động bên trong, là có thể suy tính ra bước kế tiếp quỹ tích, căn bản sẽ không có bất luận cái gì hỗn độn hỗn loạn địa phương, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ cùng có trật tự. Đúng, rất hoàn mỹ. Diệp Thần chi tiết gật đầu. Nhỏ lấm ta lấm tấm đầu nói, ta hoài nghi viên này khối Rubik là một vị cường giả trí cao chỗ tạo, ca ca ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thần nói, cái gì? Ngôi sao nhỏ nói, rất nhiều người đều nói, thiên đạo là thiên địa tạo hóa đầu nguồn, không vì người ý chí chỗ chuyển di, nhưng ngươi xem viên này khối Rubik, như thế hoàn mỹ hợp quy tắc, rõ ràng là nhân tạo, mà lại là tỉ mỉ rèn luyện qua. Diệp Thần ngẩn ngơ, nhân tạo thiên tạo, vấn đề này hắn không có suy nghĩ qua. Bây giờ nghe ngôi sao nhỏ nói, Diệp Thần mới thấy khủng bố, như thế hợp quy tắc khối Rubik, chỉ cần là người bình thường, đều sẽ không cảm thấy là tự nhiên lực lượng tạo hóa ra tới, điều đó không có khả năng. Hoàn mỹ như vậy, như thế hợp quy tắc, rèn luyện được như thế chỉnh tề khối Rubik, chỉ có thể là nhân tạo. Nhưng vấn đề tới, đến cùng là ai, có thể chế tạo ra như thế hoàn mỹ to lớn, năng lượng mênh mông khối Rubik. Phải biết, ngôi sao nhỏ nói, này khối Rubik cũng không phải cái gì pháp bảo, mà là thiên đạo bản thân. Thiên đạo là hữu hình, liền là viên này khối Rubik. Người nào có bản sự này, có thể chế tạo ra thiên đạo. Diệp Thần không dám nghĩ. Là ai chế tạo thiên đạo? Diệp Thần hỏi. Ngôi sao nhỏ nâng nâng chính mình mặt tròn nhỏ, có chút áo não nói, ta cũng không biết, ca ca, vấn đề này, là ta duy nhất không biết vấn đề. Nhưng may mắn hiện tại ta đụng phải ngươi, ca ca, có ngươi ở đây, chúng ta có lẽ có thể biết thiên đạo sau lưng bí mật. Diệp Thần chỉ chính mình, ta. Ngôi sao nhỏ nói, đúng vậy a, chỉ cần ngươi có thể đem luân hồi sách chế tạo ra đến, chúng ta có thể trở lại quá khứ, trở lại thế giới ban đầu, chứng kiến thiên đạo sinh ra thời điểm bộ dáng, thậm chí chúng ta còn có cơ hội tu thay đổi thiên đạo quy luật đây. Luân hồi sách là có thể xuyên qua đi qua, có thể trở lại quá khứ, sửa đổi qua đi tuyến thời gian. Cho nên theo trên lý luận nói, Diệp Thần thậm chí có thể trở lại thiên đạo đản sinh thời điểm. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, hồn thiên đế đang đuổi giết ta, muốn tạo luân hồi sách, ít nhất ta cũng phải sống sót lại nói. Ngôi sao nhỏ, ta cần hoàn toàn chấp trưởng trang này tinh không đạo thư, ngươi giúp ta. Ngôi sao nhỏ bật cười, nói, không được, ca ca, ngươi tu vi còn chưa đủ, muốn là hoàn toàn nắm tinh không đạo thư năng lượng, quán chú đến trong cơ thể ngươi. Người muốn bạo thể bỏ mình. Tinh không đạo thư vô cùng thần bí có thể phản chiếu thiên đạo, người bây giờ thấy được màu lam khối Rubik, liền là thiên đạo hình chiếu. Mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng cũng mang theo bàng bạc thiên đạo lực lượng nguyên thủy, ở đâu là tốt như vậy trưởng khống. Coi như là Thích Già Phật Tổ, cũng không có năng lực hoàn toàn trưởng khống tinh không đạo thư đây. Diệp Thần nói, người còn nhận biết Phật Tổ. Ngôi sao nhỏ cười nói, ta biết hắn. Nhưng hắn không biết ta tồn tại, thân là tinh không đạo thư khí linh, ta có khả năng biết mặc khác hết thảy tinh không trang sách tồn tại cùng huyền bí. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, tinh không đạo thư nghe nói có rất nhiều trang, chỉ có ngươi một cái khí linh sao? Mặt khác trang sách, có thể hay không cũng có khí linh. Ngôi sao nhỏ cười nói, sẽ không, cũng chỉ có ta một cái. Tinh không đạo thư là theo thiên đạo lưu truyền tới thiên chương, là thần tích tụng thế điển hạch tâm. Bản thân trật tự liền đã vô cùng hoàn mỹ, không cần khí linh tới duy trì trật tự. Cho nên nói như vậy, tinh không đạo thư chỉ là không sẽ sinh ra ra khí linh, ta là đặc thù tồn tại. Bởi vì ta sở thuộc trang sách, vùi lấp tại Hoàng Đồ Tinh, nơi này quá hỗn loạn, hắc ám hồn tộc, ngu giả tín ngưỡng, đều sẽ phá hư trật tự quy luật, mang đến hỗn loạn. Này mảnh trang sách đã chịu ảnh hưởng, xuất hiện một tia hắc ám sa đọa dấu hiệu, ta theo thời thế mà sinh. Là muốn ngăn cản sa đọa, duy trì tinh không đạo thư hoàn mỹ trật tự. Ta nếu sinh ra, cái kia liền sẽ không còn có mặt khác khí linh sinh ra, bằng không tinh không đạo thư trật tự, liền muốn trực tiếp hỗn loạn sụp đổ. Diệp Thần cái hiểu cái không, nói, cho nên nói, ngươi là duy nhất tồn tại. Ngôi sao nhỏ cười nói, đúng vậy a, ca ca, ngươi cũng là duy nhất tồn tại, có thể cùng ngươi gặp nhau, ta hết sức vui vẻ, ta tin tưởng cuối cùng có một ngày. Ngươi có khả năng chế tạo ra luân hồi sách, sau đó chúng ta liền có thể trở lại thời gian đầu nguồn đi xem một chút, nhìn một chút là ai chế tạo ra thiên đạo, vẫn là nói thật sự là tự nhiên hình thành.
Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói hiện tại trò chuyện này chút, vẫn là quá xa vời, chúng ta muốn trước nghĩ biện pháp giải quyết hồn thiên đế. Ngôi sao nhỏ thầm nói, hồn thiên đế sao? Ngô, ca ca, tay ngươi cho ta, ta trước truyền cho ngươi một chút tinh không đạo thư ẩn chứa thần thông huyền bí, có lẽ có thể giúp ngươi hạ gục hồn thiên đế. Nàng duỗi ra non nớt tay nhỏ, nháy mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần gật gật đầu, liền cũng duỗi ra tay của mình, giao cho ngôi sao nhỏ. Làm bàn tay hai người giữ tại cùng một chỗ, Diệp Thần thấy một hồi non nớt nhu hòa, nhưng trừ cái đó ra, liền không có mặt khác bất kỳ phản ứng nào. Ách, ca ca, giống như không thái hành. Ngôi sao nhỏ có chút xấu hổ. Diệp Thần nói, làm sao? Ngôi sao nhỏ nói, không biết là nễ tu vi quá yếu, vẫn là ta chưa quen thuộc thân thể ngươi trật tự pháp tắc, ta tinh quang, truyền không đến trong thân thể ngươi đi. Nghe vậy, lần này là đến phiên Diệp Thần có chút lúng túng, chẳng lẽ là mình quá yếu, vô pháp thu nạp tinh không đạo thư huyền bí. Ngôi sao nhỏ suy nghĩ một chút, nói ca ca, ngươi ôm ta đi, chúng ta thân gần một chút, có lẽ liền có thể thành công. Diệp Thần ho khan một thoáng, bất đắc dĩ, đành phải ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy ngôi sao nhỏ. Tại ôm lấy ngôi sao nhỏ thời điểm, Diệp Thần thấy ngôi sao nhỏ toàn thân phát sáng, thậm chí nàng cả người đều tại hòa tan, muốn hòa tan thành một chút tinh quang. Diệp Thần ngẩn ngơ, thấy muôn vàn tinh quang tràn vào trong cơ thể, một cỗ mênh mông tin tức chảy, xông vào đầu của hắn, cơ hồ muốn đem đầu hắn no bạo. Đó là liên quan tới tinh không đạo thư đủ loại khống chế mượn dùng huyền bí. Còn có một môn đại thần thông, kỳ danh là Thiên Đạo Đại Tinh Không. Môn đại thần thông này, cùng Diệp Thần tại trước đây thật lâu, từng lĩnh ngộ qua Hồng Mông Đại Tinh Không, có chút cùng loại, cũng là một môn triệu hoán tinh không bí thuật. Bất quá, môn này thiên đạo lớn tinh không uy năng, so với Hồng Mông Đại Tinh Không muốn cường hãn rất nhiều, trực tiếp mượn dùng tinh không đạo thư thi triển, có thể hình chiếu thiên đạo, bộc phát ra một tia thiên đạo thần uy, nghiền ép chúng sinh, cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Thần đầu như tê liệt đau đớn, đủ loại tin tức chạy đánh thẳng vào. Chờ đến đau đớn thoáng lắng lại, hắn mở mắt, lại phát hiện mình đã theo tinh không đạo thư thế giới bên trong ra tới. Tờ kia tinh không đạo thư nhẹ nhàng trôi nổi ở trước mặt của hắn, hiện ra biến hóa kỳ dị, tại trang sách phía trên, rộng rãi tinh không đồ án bên trong, xuất hiện một khỏa nho nhỏ màu lam khối Rubik. Khối Rubik, khối Rubik. Thấy trang sách bên trên xuất hiện khối Rubik, Diệp Thần nhịn không được kêu lên. Quỷ đạo tổ sư nói, mộ chủ, cái gì? Hồn thiên đế đã sắp tấn công vào tới, ngươi có thể từng lĩnh ngộ được đồ vật gì? Thiên đạo hữu hình, là một khỏa màu lam khối Rubik, đây là phi thường mịt mờ bí mật, liền quỷ đạo tổ sư cũng không biết. Diệp Thần hít sâu một hơi, nắm chặt lại quyền, nói, lĩnh ngộ được. Tinh không đạo thư, thiên đạo hình chiếu, thật sự là kỳ diệu a. Nội tâm lại âm thầm kêu gọi nói, ngôi sao nhỏ, ngươi ở đâu? Một đạo non nớt thanh thúy. Lại ôn nhu thanh âm bình thản, tại Diệp Thần trong đầu vang lên, ca ca, ta ở, vì ngươi chúc phúc. Diệp Thần nghe được ngôi sao nhỏ thanh âm chỉ một thoáng sảng khoái tinh thần, phảng phất thật đạt được cái gì vô thượng chúc phúc, toàn thân xương cốt răng rắc nổ vang. Hắn đan điền linh khí, cùng tinh không đạo thư trang sách, lẫn nhau cộng minh. Tinh không đạo thư phía trên, phóng xuất ra vô tận lưu quang, hội tụ vào Diệp Thần trong thân thể. Oanh! Diệp Thần tu vi cảnh giới, lại mãnh liệt tăng lên, lập tức liền theo thần đạo cảnh 7 tầng trời sơ giai, liên tục vượt 2 cấp, đi đến cao giai mức độ. Như thế tấn thăng đột phá, làm cho Diệp Thần mừng như điên. Tinh không đạo thư, không hổ là đỉnh cấp chí bảo, là đại cơ duyên, đại tạo hóa, Diệp Thần bây giờ được tu vi liền đột phá. Phải biết, hắn trước kia đột phá một bước nhỏ, đều phải bỏ ra vô cùng chật vật tâm huyết. Hiện tại lập tức nhảy 2 cấp. Tự nhiên khiến cho hắn mừng như điên. Quỷ đạo tổ sư cũng cảm giác được Diệp Thần tấn thăng, gật đầu nói, mộ chủ, xem ra ngươi đã được đến tinh không đạo thư chân tủy, tu vi tiến bộ càng như thế mau lẹ. Hang núi bên ngoài, một thanh âm hét sầm lên, tiểu tử, ngươi chấp trưởng tinh không đạo thư. Đó là hồn thiên đế thanh âm, tràn đầy phá phòng chấn động, hắn rõ ràng cũng là cảm nhận được, Diệp Thần đã được đến tinh không chúc phúc. Trước đây hồn thiên đế, Tô Tỉnh về sau, một mực đạm mạc mà bình tĩnh, nói chuyện không nóng không vội, nhưng bây giờ, hắn là triệt để động dung. Bởi vì hắn trước đó coi là, Diệp Thần là quả quyết không có khả năng trưởng khống tinh không đạo thư,
dù sao đó là ngay cả Thích Già Phật Tổ đều không thể lãnh hội chân tùy tồn tại. Cho nên, Diệp Thần lấy đi Tinh Không Đạo Thư, hắn cũng không hoảng, nghĩ đến chờ giết chết Diệp Thần về sau, mình có thể cầm về. Nhưng bây giờ, xem Diệp Thần bộ dáng, lại tựa hồ như đã thuận lợi nắm trong tay Tinh Không Đạo Thư, Hồn Thiên Đế không cách nào lại giữ vững bình tĩnh, tâm tính cơ hồ muốn nổ tung. Hắn chỗ nào nghĩ đến, không quan trọng thần đạo cảnh Diệp Thần, thế mà có thể trưởng khống Tinh Không Đạo Thư, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Bởi vì dùng Tinh Không Đạo Thư mạnh mẽ và nội tình, liền đỉnh cấp Thiên Đế đều không cầm nổi. Coi như là Hồn Thiên Đế chính mình, năm đó vì mượn dùng Tinh Không Đạo Thư trật tự lực lượng, tới bảo tồn Bơi Vân Thiên Tôn thi thể, đều muốn hao phí đủ loại tâm huyết, bố trí đủ loại đại trận cấm chế cùng xích sắt, mới miễn cưỡng mượn dùng đến một điểm trật tự lực lượng, chống cự tuế nguyệt mài mòn cùng thi thể hư thối. Trực tiếp trưởng khống Tinh Không Đạo Thư, vậy ngay cả Hồn Thiên Đế đều không dám nghĩ. Nhưng bây giờ Diệp Thần, lại tựa hồ như làm được. Diệp Thần không đợi Hồn Thiên Đế tiến đến, liền chính mình đi ra khỏi sơn động, thấy Hồn Thiên Đế cái kia kinh hãi mặt tái nhợt. Thời khắc này Diệp Thần, trước người hắn, đang nổi lơ lửng một tờ Tinh Không Đạo Thư, cái kia tinh không trang sách khí tức, cùng hắn hoàn mỹ hòa làm một thể, phảng phất hắn liền là tinh không bản thân. Không, ngươi làm sao có thể trưởng khống Tinh Không Đạo Thư? Hồn Thiên Đế phát ra không thể tưởng tượng nổi, vừa ghen tị, lại là chấn nộ, lại là hối hận thanh âm. Quỷ đạo tổ sư, ngôi sao nhỏ, Diệp Thần nhất tâm nhị dụng, phân biệt kêu gọi quỷ đạo tổ sư cùng sao nhỏ tên tinh. Thỉnh giúp ta một chút sức lực. Diệp Thần cũng không có khinh thường, trước mắt hắn phải đối mặt kẻ địch, có thể là Hồn Thiên Đế. Dù cho đối phương khả năng không phải thực lực kia cực kỳ khủng bố trạng thái. Nghĩ hạ gục bây giờ cái này Hồn Thiên Đế, hắn đương nhiên sẽ không một mình chiến đấu hăng hái. Được rồi, mộ chủ. Được rồi, ca ca, ta tất cả nghe theo ngươi. Quỷ đạo tổ sư cùng ngôi sao nhỏ thanh âm, đồng thời truyền vào Diệp Thần trong đầu. Oanh! Tiếp theo sát, quỷ đạo tổ sư linh khí năng lượng, trước tiên xông vào Diệp Thần kinh mạch bên trong. Diệp Thần kinh mạch bên trong, một cỗ mãnh liệt quỷ khí trong nháy mắt bùng nổ, phảng phất có một đầu cự thú ở trong cơ thể hắn cuồng bạo gào thét. Da của hắn bắt đầu trở nên sát đen, từng tia giống như rắn độc màu đen quỷ khí ở phía trên như ẩn như hiện, lộ ra một cỗ xâm nhiên uy thế, phảng phất muốn đem sinh mệnh đều thôn vệ hầu như không còn. Cảm nhận được này cỗ kinh khủng quỷ khí năng lượng, Hồn Thiên Đế triệt để chấn động, ngay sau đó, càng làm cho hắn kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia một mảnh tinh không trang sách, linh quang biến ảo, hóa thành một bộ chiến bào, choàng tại Diệp Thần trên thân. Tinh không chiến bào khoác thân, cùng Diệp Thần quỷ khí dung hợp, hắc ám quỷ khí, cùng tinh không mỹ lệ, thế mà hoàn mỹ hòa làm một thể, biểu lộ ra một cỗ kỳ diệu trật tự lực lượng. Đáng chết tiểu tử, mặc kệ ngươi hóa thân dáng dấp ra sao, ta đều muốn ngươi chết. Thi thể của ngươi sẽ trở thành vì ta vật chứa. Mượn xác hoàn hồn, ta không tin ngươi còn có thể giết ngược lại ta. Hồn Thiên Đế liên tục gào thét, hoàng đồ kiếm mang theo núi thây huyết vũ uy thế, bao phủ gió lốc, phá không hướng về Diệp Thần chém tới. Hắn lúc này dưới cơn thịnh nộ, vận dụng toàn lực, thanh thế 10 điểm hạo đại, nhất kiếm ra, sơn hà động, chung quanh vách núi, lòng đất cột đá, đều đang điên cuồng run rẩy, phá toái, loạn thạch bay tứ tung. Cửu U quỷ múa đao. Diệp Thần có tinh không chiến bào thủ hộ, hoàn toàn không sợ, chính diện đón Hồn Thiên Đế kiếm khí gió lốc, vọt thẳng giết tới, mượn dùng lấy quỷ đạo tổ sư lực lượng, tay cầm bổ ra từng đạo hung hãn đao mang, cắt chém hướng Hồn Thiên Đế thân thể. Hồn Thiên Đế kiếm khí gió lốc, trước tiên nổ tung đến Diệp Thần trên thân, hung mãnh kiếm khí thậm chí liền Diệp Thần tinh không chiến bào, đều không thể hoàn toàn phòng ngự xuống tới có chút kiếm khí phá giết mà vào. Nhưng may mắn, Diệp Thần còn có ngôi sao nhỏ trợ lực, ngôi sao nhỏ thôi động tinh không minh mông bao dung lực lượng, tướng tinh không chiến bào không phòng được một phần nhỏ kiếm khí, toàn bộ tiêu mất đi. Diệp Thần không bị đến tổn thương chút nào, mấy cái cửu u quỷ múa đao đao mang, đã chém xuống đến Hồn Thiên Đế trên thân. Phốc, máu bắn tung tóe. Hồn Thiên Đế thụ thương, gương mặt hơi hơi vặn vẹo, tay cầm cầm kiếm, xa xa cùng xa xa hoàng đồ kiếm chân thân cộng minh. Hoàng đồ bá nghiệp phong vân động, thiên địa quy tâm kiếm ý thông. Nương theo lấy quát to một tiếng, xa xa hoàng đồ kiếm chân thân, có càng thâm hậu năng lượng kinh khủng, bị hắn điều động tới. Kiếm trong tay hắn,
hiện lên mênh mông khí tượng, cuồn cuộn gió lốc hội tụ, phảng phất trên mũi kiếm tụ tập toàn bộ thiên địa lực lượng. Tiếp theo sát kiếm quang chạm không mà xuống, như thiên băng địa liệt, làm cho cả không gian đều trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, kiếm khí như hồng, biểu chém về phía Diệp Thần. Cửu Thiên Bàn Long Trụ, cho ta trấn áp. Diệp Thần quát lên điên cuồng, tế ra Cửu Thiên Bàn Long Trụ, ông một thoáng, Cửu Thiên Bàn Long Trụ hóa thành ngàn trượng to lớn, phá toái hư không, cũng đạt được Diệp Thần quỷ khí quán trú, toàn bộ cột nhà đều hóa thành đen kịt, phía trên cuộn lại khắc hình rồng sống lại, ngẩng đầu phát ra gào thét, hơn nữa còn có từng con ác quỷ hư ảnh, tại trên cây cột xoay quanh, vô cùng hùng vĩ. Diệp Thần hai tay hư ôm Cửu Thiên Bàn Long Trụ, một cái quét ngang, thanh thế hạo đáng, liền đem Hồn Thiên Đế kiếm khí, toàn bộ nghiền ép tiêu diệt. Hồn Thiên Đế vẻ mặt đại biến, nhìn xem Diệp Thần cao ngất kia thân thể, hắn hai mắt lại lộ ra tham lam nóng rực vẻ mặt. Cỡ nào hoàn mỹ thân thể, cỡ nào hoàn mỹ vật chứa a, nếu là bị ta chiếm được, ta Hoàng Đồ Bá Nghiệp, nhất định có khả năng thực hiện. Thiên thu vạn thế công lao sự nghiệp, vĩnh hằng trật tự, có thể trong tay ta thành lập. Thôn hồn tà đạo trương, phong ấn chi trương, phong tỏa luân hồi, đại cấm cố. Hồn Thiên Đế phát ra gào thét, chỉ muốn đạt được Diệp Thần thân thể, xung làm chính mình linh hồn vật chứa. Hắn năm đó bị Nguyên Thiên Đế giết chết, mong muốn trực tiếp phục công việc lời nói, cơ hồ không có khả năng, chỉ có mượn xác hoàn hồn, mượn dùng vật chứa, dựa vào đoạt xá phương thức, một lần nữa khôi phục. Không hề nghi ngờ, Diệp Thần thân thể đủ rất hoàn mỹ, tại Hồn Thiên Đế trong mắt liền là trên đời tốt nhất vật chứa. Oanh! Từng mảnh ký tự, theo Hồn Thiên Đế tay cầm chảy xuôi mà ra, hội tụ thành tà điển, đó chính là Thôn Hồn Tà Đạo Trương Tà Điển. Thôn Hồn Tà Đạo Trương Tà Điển vừa ra, một cỗ kinh khủng âm tà năng lượng, chính là tràn ngập bốn phương, cơ hồ muốn cho người nghẹt thở. Diệp Thần thấy Thôn Hồn phô tà đạo trương, đồng tử cũng là kịch liệt co vào. Chính hắn cũng tu luyện Thôn Hồn Tà Đạo Trương, tự nhiên biết môn công pháp này đáng sợ. Môn công pháp này, là Hồn Thiên Đế suốt đời tâm huyết kết tinh, là Hồn Thiên Đế cường đại nhất thần công đạo pháp. Hiện tại, Hồn Thiên Đế chính mình, tự mình ra tay thi triển, này Thôn Hồn Tà Đạo Trương uy lực, quả thực là có thể xưng khủng bố. Chỉ thấy cái kia tà điển chi thư bên trên, nổi lên phong ấn hai chữ, một cỗ đại phong ấn, lớn giam cầm lực lượng, hóa thành một tấm xích sắt lưới lớn. Hùng mãnh hướng về Diệp Thần trùm tới, muốn đem hắn triệt để phong ấn chân áp. Thôn Hồn Tà Đạo Trương, có 9 trương tà điển, Hồn Thiên Đế giờ phút này thi triển, là phong ấn chi trương. Này phong ấn chi trương, có thể phong ấn vạn vật, cực kỳ lợi hại. Tại thi triển ra phong ấn chi trương về sau, Hồn Thiên Đế thân thể, khắp nơi vỡ tan đổ máu, cắn trả nghiêm trọng. Dù sao hắn bộ dạng này thân thể, cỗ này vật chứa, còn không hoàn mỹ. Khó có thể chịu đựng Thôn Hồn Tà Đạo Trương uy áp, phong ấn chi trương tuôn ra, còn không có phong tỏa Diệp Thần, chính hắn trước hết thụ thương. Bất quá, Hồn Thiên Đế cũng không để ý. Chỉ cần có thể phong ấn Diệp Thần, vậy hắn hết thảy trả giá, đều là đáng giá. Cái kia một tấm phong ấn xích sắt lưới lớn, phá không che đậy tới, lập tức làm cho Diệp Thần nghẹt thở, nếu để cho này tấm lưới lớn che đậy bên trong, cái kia Diệp Thần lại nghĩ đào thoát, nhất định là khó hơn lên trời. Hồn Thiên Đế, ngươi còn phong ấn không được ta. Diệp Thần vành mắt tận nứt, quỷ khí quán trú, cuồng nhiên vung mạnh động Cửu Thiên Bàn Long Trụ, dùng Hoành Tảo Thiên Quân khí thế, hung hăng quét về phía cái kia trương thiết dây xích lưới lớn. Răng rắc, Cửu Thiên Bàn Long Trụ, là Thiên Yêu Lão Tổ lưu lại thần khí, lại phối hợp quỷ đạo tổ sư năng lượng bùng nổ, quả thực là hung mãnh vô địch. Diệp Thần quét ngang mà qua, cái kia từng đầu xích sắt, tại chỗ liền bị hắn ép phát nổ. Hồn Thiên Đế phong ấn chi trương, tà quang cũng là trở nên ảm đạm. Nhìn thấy một màn này, Hồn Thiên Đế vẻ mặt trở nên vô cùng trầm trọng, hắn nắn thủ quyết, tà điển ký tự biến động, cái kia phong ấn hai chữ, vặn vẹo biến ảo thành thức tỉnh nhị chữ. Thức tỉnh chi trương, mở. Hồn Thiên Đế mở ra thức tỉnh chi trương, một chương này tà điển, có thể dùng tự thân khí huyết tinh hoa, linh hồn tinh hoa, tiềm lực tinh hoa các loại làm đại giá, cưỡng ép trong khoảng thời gian ngắn. Cất cao chính mình thực lực. Soạt, Hồn Thiên Đế vừa mở ra thức tỉnh chi trương khí thế của hắn, liền trong nháy mắt bão táp, sau lưng có từng đạo ma kiếm khí sắp hàng, dung mạo cũng phát sinh biến hóa, trở nên một cái lãnh khốc lạnh lùng, lại 10 điểm anh tuấn, ngũ quan cứng rắn rõ ràng người trẻ tuổi.
thế mà là chính hắn lúc còn trẻ bộ dáng. Thời khắc này hồn thiên đế, bộ dáng không còn là bơi vân thiên tôn, tại thức tỉnh chi chương trợ lực dưới, hắn thế mà hiện ra chính mình lúc còn trẻ bản tướng. Ta vì thế gian đệ nhất sợi tà ác, tôn thứ nhất tà thần. Tà khí lẫm nhiên, uy áp thiên hạ, luân hồi chi chủ, người quỳ xuống cho ta. Hồn thiên đế tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, phát ra âm thanh vang dội, trong thanh âm như là mang theo một cỗ ma lực, kịch liệt trùng kích Diệp Thần đạo tâm. Nếu như là bình thường người, tại hồn thiên đế uy áp dưới, khả năng liền thật muốn hướng hắn quỳ xuống. Nhưng Diệp Thần không bị ảnh hưởng chút nào, lãnh khốc nói, ngươi còn không có tư cách để cho ta quỳ xuống. Oanh! Diệp Thần vung mạnh chuyển cửu thiên bàn long trụ điên cuồng đánh tới hướng hồn thiên đế. Hồn thiên đế nhìn thấy Diệp Thần không nhận chấn nhiếp, rất đỗi chấn động, nghĩ thầm, tiểu tử này có thể tiếp nhận ta uy áp, lời của ta mới vừa rồi ngữ, có thể là mang có nhân quả luật áp lực, hắn lại cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Vừa mới hồn thiên đế gọi Diệp Thần quỳ xuống, không chỉ là tinh thần chấn nhiếp, còn có nhân quả luật áp chế. Cỗ này nhân quả luật áp chế, có thể bỏ qua đạo tâm. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Thần vẫn là không bị ảnh hưởng. Đúng rồi, nhất định là tinh không đạo thư. Tinh không đạo thư trật tự, như thế cường hãn, ngay cả ta nhân quả luật đều có thể ngăn trở. Hồn thiên đế trong lòng ghen ghét bùng cháy, coi như là hắn năm đó, lấy được tinh không đạo thư, cũng không cách nào trưởng khống, nhưng bây giờ Diệp Thần, lại là có thể trưởng khống, đồng thời đạt được tinh không đạo thư thủ hộ. Mắt thấy Diệp Thần cửu thiên bàn long trụ, phong ma xoay xuống nện tới, hồn thiên đế biết, muốn dựa vào tinh thần trùng kích nghiền ép Diệp Thần, đó là tuyệt đối không thể nào, chỉ có dựa vào bản lĩnh thật sự. Đáng tiếc ta bộ dạng này hóa thân, thiếu hụt quá nhiều, thực lực quá rác rưởi, rất nhiều thần thông đều không thi triển ra được, chỉ có một chiêu này. Sụp đổ chi chương, sụp đổ sát kiếm đạo. Hồn thiên đế hét vang một tiếng, ta điển chi thư lần nữa biến hóa, đúng là phóng xuất ra kinh khủng sụp đổ lực lượng. Cuồn cuộn sụp đổ lực lượng, hội tụ đến hắn hoàng đồ kiếm bên trên, nhất kiếm ra, thiên băng địa liệt, hư không phong vân, mịt mờ càn khôn, răng rắc bạo liệt. Vô biên vô hạn, cuồng bạo kinh khủng sụp đổ kiếm khí, tựa như một cỗ kinh thiên thủy triều, hung mãnh vô cùng gào thét chém về phía Diệp Thần. Răng rắc, Diệp Thần cửu thiên bàn long trụ, thế mà trong nháy mắt, lọt vào sụp đổ kiếm khí áp chế, trên cây cột liền xuất hiện vết rạn nứt. Cái gì? Diệp Thần cực kỳ chấn động đã thấy hồn thiên đế chính mình, tại thi triển ra sụp đổ chi chương về sau, thân thể cũng xuất hiện đại lượng nổ tung phá hư, thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Này sụp đổ chi chương, lực phá hoại to lớn, nhưng phản thương cũng là to lớn. Diệp Thần không nghĩ tới, hồn thiên đế lại dám vận dụng một chiêu này. Người bộ dạng này hóa thân, có thể tiếp nhận sụp đổ trùng kích. Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc lại cổ quái, tiếp tục cuồng vung mạnh cửu thiên bàn long trụ, điên cuồng đánh tới hướng hồn thiên đế. Hồn thiên đế ngửa mặt lên trời cười to, chỉ cần có thể chấn sát ngươi, ta hy sinh bộ dạng này thân thể, thì thế nào? Hồn thiên đế tâm ý đã quyết, sụp đổ chi chương lực lượng, bùng nổ đến cực hạn, kiếm khí bao phủ sụp đổ thủy triều, gào thét hung hãn chảm bổ ra tới. Diệp Thần vẻ mặt trầm trọng, vung mạnh động cửu thiên bàn long trụ đối kháng. Trên người tinh không chiến bào không ngừng nở rộ hào quang, nhưng ở hồn thiên đế sụp đổ kiếm khí dưới, chiến bào của hắn nhưng cũng lọt vào to lớn trùng kích, xuất hiện rất nhiều vết rách. Rầm rầm rầm, Diệp Thần cửu thiên bàn long trụ, cùng hồn thiên đế hoàng đồ sụp đổ kiếm, không ngừng đối oanh va chạm, bùng nổ kinh thiên thủy triều, này mảnh lăng mộ đang nhanh chóng đổ sụp, muốn biến thành phế tích. Hồn thiên đế hoàng đồ kiếm, ẩn chứa hắn hoàng đồ bá nghiệp, thiên thu vạn đại hùng tâm. Giờ phút này bùng nổ sụp đổ kiếm khí, cỗ này hoàng đồ bá nghiệp, hùng bá giang sơn hào khí, phảng phất cũng đi theo sụp đổ, có một loại muôn đời giang sơn, thiên băng địa liệt bi tráng khí phách càng làm cho hắn sụp đổ kiếm khí, tăng thêm một phần thê lương uy áp. Thiên thu công danh, kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp trong lúc nói cười, đều muốn biến thành bạch cốt cho bụi, đều muốn tại sụp đổ nghiền ép dưới, hóa thành hư vô. Cái này là sụp đổ lực lượng mạnh mẽ, nghiền ép hết thảy. Sụp đổ hết thảy, nhưng hết thảy vì đó trầm luân. Oanh long long, Diệp Thần hòa hồn thiên đế đối oanh, trong khoảnh khắc, liền để lăng mộ triệt để đổ sụp thành phế tích, loạn thạch bay tứ tung, bụi trần cuồn cuộn. Hai người theo thế giới dưới lòng đất, đánh tới trên mặt đất. Mặt đất bên trên, Chu Chính Hùng,
Trang Vô Đạo đám người, đang cùng Hoàng Đồ Hồn Cung hai cái trưởng lão giao chiến. Cái kia hai cái trưởng lão, mang không ít cao thủ tới, hai bên đánh cho khó hòa giải, đến bây giờ đều còn không có phân ra thắng bại. Quá trình bên trong ngoại trừ Vu Mạch Vãn, đột nhiên dẫm lên truyền tống trận, nói là muốn đi chiếu khán Diệp Thần bên ngoài, còn không có bất kỳ người nào từng đạp vào truyền tống trận nửa bước. Nhưng mà, truyền tống trận này từng sợi thông thiên to lớn cột đá, lại là oanh long long sụp đổ đi. Đại địa chấn động, lòng đất phiến cổ lăng mộ, đã đổ sụp, mặt đất cũng kịch liệt lõm xuống. Diệp Thần hòa Hồn Thiên Đế hai người, theo dưới nền đất bay ra ngoài, lập tức chấn kinh tất cả mọi người. Song phương giao chiến, lập tức ngưng chiến lui lại, tầm mắt đồng loạt nhìn tới. Làm thấy Diệp Thần người khoác tinh không chiến bào, hai tay vung mạnh động cửu thiên bàn long trụ thân ảnh, Chu Chính Hùng, Trang Vô Đạo bọn người bối rối. Luân hồi chi chủ lấy được tinh không đạo thư, thậm chí đã chấp trưởng. Chu Chính Hùng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, xem Diệp Thần trên thân tinh không chiến bào rực rỡ khí thế, Diệp Thần rõ ràng là nắm trong tay tinh không đạo thư. Chấp trưởng tinh không đạo thư Diệp Thần, hạng gì bá khí, lại có ai là địch thủ của hắn. Nhưng Diệp Thần đối diện địch thủ, khí thế nhưng cũng là vô cùng hung hãn bá đạo. Thậm chí lấn át Diệp Thần. Chu Chính Hùng tập trung nhìn vào, làm thấy đối thủ kia khuôn mặt, hắn liền choáng váng. Cái kia lại là Hồn Thiên Đế. Trong truyền thuyết, Hoàng Đồ Kiếm chủ nhân, ngày xưa không thể nói cường giả. Hồn Thiên Đế xuất là thế nào cùng Diệp Thần đánh tới cùng một chỗ? Chu Chính Hùng triệt để bối rối, Trang Vô Đạo cũng bối rối. Hoàng Đồ Hồn Cung trưởng lão cùng các đệ tử, cũng là không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn tín ngưỡng Hồn Thiên Đế, nhưng khi Hồn Thiên Đế thật xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt, bọn hắn ý niệm đầu tiên, liền là kinh khủng, sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi chính mình sẽ trở thành vì Hồn Thiên Đế tế phẩm, sợ hãi sẽ bị giết chết. Ong ong ong, Hồn Thiên Đế khí thế vô địch, tay hắn nắm Hoàng Đồ Kiếm, cùng Thiên Cộng Minh. Quán xuyên thiên địa Hoàng Đồ Kiếm bản thể. Kim quang bắn ra, hết thảy năng lượng, đều hội tụ đến Hồn Thiên Đế trong tay. Nguyên bản xỏ xuyên qua toàn bộ Hoàng Đồ Tinh, rực rỡ tráng lệ thanh đồng cổ kiếm, giờ phút này có thể số lượng lớn lớn tiêu hao, thân kiếm theo màu vàng xanh nhạt hóa thành u ám mục nát, phảng phất biến thành một đoạn gỗ mục. Hồn Thiên Đế trong tay kiếm, khí thế hạng gì hung mãnh, nhưng hắn còn không hài lòng, còn sợ không chấn áp được Diệp Thần, đang điên cuồng thúc giục sụp đổ chi chương. Sụp đổ kiếm khí cuồn cuộn như nước thủy triều giết ra. Tín đồ của ta, dâng lên máu của các ngươi. Hồn Thiên Đế tầm mắt thoáng nhìn thấy có Hoàng Đồ Hồn Cung trưởng lão đệ tử ở đây, trong lòng vui vẻ, phát ra âm thanh vang dội. Thanh âm hắn hạ xuống, mang có nhân quả luật áp chế, ở đây hết thảy Hoàng Đồ Hồn Cung đám người, thân thể phốc phốc bạo liệt, máu tươi bắn tung tóe mà ra, toàn bộ hội tụ đến Hồn Thiên Đế trên thân, chết oan chết uổng. Mà Hồn Thiên Đế đạt được các tín đồ đại lượng máu tươi tẩm bổ, lập tức tinh thần bừng bừng phấn chấn, sụp đổ lực lượng cắn trả cũng giảm bớt một chút. Kinh khủng sụp đổ kiếm khí thủy triều, phô thiên cái địa hướng về Diệp Thần gào thét tới. Tại đây cỗ sụp đổ kiếm khí nghiền ép dưới, Diệp Thần cũng là có chút điểm không chịu nổi, hô hấp nghẹt thở, ngũ tạng lục phủ nổ tung đau nhức, sau lưng bầu trời, dưới chân đại địa, đều tại răng rắc bạo liệt, hoàn toàn ngăn không được Hồn Thiên Đế sụp đổ sát phạt. Chu Chính Hùng cùng Trang Vô Đạo đám người hoảng rồi, nghĩ dẫn người tới giúp Diệp Thần, nhưng ở cái kia cỗ cường đại sụp đổ kiếm khí trùng kích vào, bọn hắn mang người trong quá khứ, còn không có tới gần, liền bị sụp đổ lực lượng xé rách thành mảnh vỡ. Hai người bọn họ, cũng là vô cùng hoảng sợ lui lại, sợ hãi thật sâu, biết Diệp Thần hòa Hồn Thiên Đế ở giữa chiến đấu, không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Luân hồi chi chủ, dừng ở đây rồi, người có thể chống đỡ đến bây giờ. Cũng đủ để kiêu ngạo. Đại băng sập bạo diệt. Hồn Thiên Đế ánh mắt sắc bén, tay cầm vừa nắm, sụp đổ kiếm khí hội tụ thành một cái hình tròn đại cầu, vù vù xoay tròn cắn giết, vô tận kiếm khí muốn cho hết thảy tồn tại đều sụp đổ bạo diệt. Diệp Thần áp lực đột nhiên tăng vọt, cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn bị xé rách, tinh không chiến bào không cách nào lại duy trì, ô ô một thanh âm vang lên, một lần nữa hóa thành một tờ tinh không đạo thư. Hắn cho dù chết cũng nhất định phải một trận chiến. Không, còn không có kết thúc. Thiên đạo đại tinh không, cho ta trấn áp. Diệp Thần khẽ cắn môi, trong lòng lướt qua ngôi sao nhỏ truyền cho hắn đại thần thông, đó là thiên đạo lớn tinh không thần thông.
hắn linh khí triệt để bùng nổ, điên cuồng điều động tinh không đạo thư lực lượng, mượn dùng trong đó ẩn chứa tinh không linh khí. Xoạt! Mỹ lệ một màn, trong nháy mắt xuất hiện. Chỉ thấy cái kia một tờ tinh không đạo thư phảng phất hóa thành một tấm vải, bay đến bầu trời, khối này tiệm vải mở, bay khắp bầu trời, sớm chiều đường bầu trời, liền triệt để biến thành một mảnh cuồn cuộn sáng chói, thần thánh rộng rãi tinh không. Này mảnh đại tinh không, như một cái vòng tròn tre, bao phủ khắp nơi, biểu lộ ra một cỗ mạnh mẽ trật tự lực lượng. Tại đây cỗ trật tự lực lượng áp chế dưới, cảnh tượng khó tin xuất hiện, hồn thiên đế sụp đổ kiếm khí, thế mà bị chấn áp. Hỗn loạn kiếm khí gió lốc, cấp tốc dừng. Hết thảy sụp đổ hỗn loạn lực lượng, đều hóa thành trật tự chỉnh tề. Trật tự một thành lập, sụp đổ liền muốn tiêu tán. Tinh không đại trật tự bao phủ xuống, chẳng qua là thời gian mấy hơi thở, hết thảy sụp đổ kiếm khí, liền tiêu tán đến sạch sành xanh, theo gió đã đi xa. Cái gì? Hồn thiên đế cảm thấy được một màn này, lập tức kinh hãi đến tột đỉnh, hoàn toàn không thể tin được một màn này. Này sụp đổ lực lượng, đã là hắn bộ dạng này hóa thân, chỗ có thể điều động tối cường sát phạt, nhưng không nghĩ tới, thế mà nhường Diệp Thần một thoáng áp chế. À, này thiên đạo lớn tinh không lực lượng, lại mạnh mẽ như thế. Diệp Thần nhìn thấy thiên đạo đại tinh không phóng thích, vừa mới còn vô cùng bừa bãi tàn phá kinh khủng sụp đổ kiếm khí, thế mà bị áp chế tan biến, cũng không khỏi đến kinh hỉ vạn phần, mừng rỡ. Hắn linh khí, cũng không có bị tiêu hao nhiều ít. Nhưng thế mà có thể đi đến hiệu quả như thế, đơn giản vô địch. Ca ca, thiên đạo lớn tinh không trật tự, là rất lợi hại, nhưng ngươi không thể tùy tiện sử dụng, bằng không phải thật lớn tiêu hao tinh không đạo thư linh khí nội tình. Một khi tinh không đạo thư, linh khí nội tình tiêu hao quá nghiêm trọng, trật tự pháp tắc thư giãn, liền sẽ bị hắc ám ăn mòn, thậm chí biến thành một tờ giấy lột. Diệp Thần bên tai truyền đến ngôi sao nhỏ thanh âm. Hắn không khỏi trong lòng run lên. Ngắm nhìn bầu trời, quả nhiên thấy tinh không biên giới, có từng sợi hắc ám sa đọa khí tức, tại mơ hồ chìm nổi, phảng phất muốn tùy thời ăn mòn bừa bãi tàn phá. Ngôi sao nhỏ nói không sai, thiên đạo lớn tinh không uy lực cùng trật tự, mặc dù mạnh mẽ, nhưng đại giới là muốn tiêu hao tinh không đạo thư bản nguyên linh khí nội tình, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, một chiêu này đại thần thông, vẫn là không nên tùy tiện vận dụng. Tinh không che trời, tại Diệp Thần tinh không che đậy dưới. Liền hoàng đồ kiếm đều không thấy được, phiến thiên địa này, phảng phất đã không có hồn thiên đế dung nạp không gian, biến thành Diệp Thần lãnh địa. Không không không, ta làm sao lại thua, ta làm sao lại bại bởi một cái thần đạo cảnh tiểu tử, điều đó không có khả năng. Hồn thiên đế hoảng rồi, triệt để hoảng rồi, cũng là triệt để chấn động. Tuy nói hắn hôm nay, chẳng qua là một cỗ hóa thân, này cỗ hóa thân có khả năng gánh chịu lực lượng, vô cùng có hạn. Khả năng vẫn chưa tới hắn đỉnh phong thời điểm 1/1 triệu. Lực lượng này với hắn mà nói cùng bụi trần. Nhưng bất kể như thế nào, hắn này đạo bụi trần lực lượng cuối cùng là phải bại trong tay Diệp Thần. Một khi thiên cơ khuếch tán ra, bị hắc ám hồn tộc tín đổ biết, vậy đối hồn thiên đế uy nghiêm tới nói, là đả kích cực lớn, đủ để dao động hắn tín ngưỡng căn cơ, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Thứ ba hồn tộc nghe lệnh mau tới trợ trận, dâng ra trái tim, trợ tiêu diệt luân hồi. Hồn thiên đế phát ra to kêu gọi, muốn triệu hoán thứ ba hồn tộc tín đồ tới, muốn bọn hắn dâng ra trái tim cùng máu tươi, vì chính mình trợ lực. Hắn còn muốn chiến đấu tiếp, hắn dẫn theo kiếm, cắn răng, từng bước hướng đi Diệp Thần, nhưng sụp đổ lực lượng cắn trả trùng kích, làm cho hắn lúc này, thoạt nhìn chỉ giống là một đầu không chết chịu nhận thua cẩu. Hồn thiên đế ngươi hình còn không chịu nhận thua. Thiên đạo trấn áp, đại phá diệt. Diệp Thần tầm mắt rét lạnh. Không có nương tay ý tứ, với bàn tay lớn một cái, tinh không phía trên, oanh long long một hồi nổ vang, một khối kỳ dị khối Rubik tinh thể, liền chậm rãi nổi lên, xen lẫn kinh khủng bão táp năng lượng. Khối này khối Rubik, toàn thân u lam, tạo hình rèn luyện được xong cực kỳ xinh đẹp, không có một chút tì vết cùng đột xuất địa phương, hoàn mỹ chỉnh tề đến làm người kinh ngạc thán phục mức độ. Màu lam khối Rubik, trôi nổi tại thâm thúy tinh không phía trên, chậm rãi chuyển động một màn này hình ảnh. 10 điểm mỹ lệ kỳ huyễn, đủ để cho xem người say mê rung động vạn thế. Đó là vật gì? Pháp bảo này, thật đúng là hoàn mỹ a. Trang Vô Đạo cùng Chu Chính Hùng, thấy trên trời khối Rubik, nội tâm sinh ra một cỗ to lớn rung động, thậm chí nghĩ muốn quỳ xuống lại. Trong lòng bọn họ ý niệm đầu tiên, không phải cái này khối Rubik,
năng lượng khí tức cường đại đến mức nào mà là này khối Rubik quá hoàn mỹ, vuông vức, phác phác thảo thảo, u lam bằng đá lộ ra lạnh lùng, vô pháp xem thấu trong đó tại, nhưng bên ngoài chỗ biểu lộ ra trật tự, đã vượt ra thế gian hết thảy. Đây là, thiên đạo, ban đầu thiên đạo, chí cao thiên đạo. Hồn thiên đế bối rối, người khác không nhận ra này khối Rubik lai lịch, nhưng hắn loại cấp bậc cường giả này, tự nhiên biết cái này khối Rubik, đại biểu cho cái gì. Hắn biết, cái này là thiên đạo hóa thân, là ban đầu thiên đạo, là thế gian hết thảy quy luật đầu nguồn, là dựng dục hết thảy, tạo hóa hết thảy đầu nguồn, có thể nói là vạn vật chi mẫu, thiên địa bắt đầu. Hiện tại, Diệp Thần thế mà thôi động khối Rubik, nhưng khối Rubik tản ra trận trận năng lượng kinh khủng, từng đạo u lam tia sáng, hướng về hồn thiên đế bạo sát xỏ xuyên qua mà đi. Hồn thiên đế ngốc ngốc đứng tại chỗ, không có ngăn cản. Diệp Thần có thể thôi động khối Rubik, trong mắt hắn, đây đã là chấp trưởng chí cao thiên đạo thủ đoạn. Nếu Diệp Thần đã chấp trưởng chí cao, vậy hắn lại phản kháng, lại có ý nghĩa gì? Phốc 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 xích. Từng đầu khối Rubik tia sáng, so phi kiếm còn kinh khủng hơn lăng lệ, nhẹ nhàng, liền đem hồn thiên đế thân thể xỏ xuyên qua. Hồn thiên đế ngã lăn trên mặt đất, hắn này cố hóa thân, sinh mệnh mất đi, trật tự cũng đi theo sụp đổ, thân thể cấp tốc trở nên già nua, suy sụp. Hồn thiên đế hóa thân chết rồi. Trang vô đạo, Chu Chính Hùng đám người triệt để bối rối. Tuy nói chết đi, kỳ thật chẳng qua là hồn thiên đế một bộ không có ý nghĩa hóa thân, nhưng bất kể như thế nào, Diệp Thần có thể dùng thần đạo cảnh chi thân, đánh giết hồn thiên đế hóa thân, đây đã là vô cùng chiến tích kinh khủng, thủ đoạn có thể xưng không hợp thói thường. Đương nhiên, Trang Vô Đạo cùng Chu Chính Hùng cũng không biết, kỳ thật Diệp Thần là có quỷ đạo tổ sư cùng ngôi sao nhỏ trợ lực. Nếu như không có hai người trợ lực, Diệp Thần nghĩ dựa vào chính mình chiến thắng hồn thiên đế, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Ngôi sao nhỏ là kinh khủng bực nào cùng truyền kỳ tồn tại. Quỷ đạo tổ sư lại là hạng gì nhân vật nghịch thiên. Cả hai lực lượng gia trì tại bất kỳ người nào trên thân đều có thể xưng khủng bố. Hiu hiu hiu. Hồn thiên đế chết không lâu sau, từng đạo lưu quang, ngàn ngàn vạn vạn, theo bốn phương tám hướng bay vụt tới, nhưng đều là hoàng đồ hồn cung người. Toàn bộ hoàng đồ tinh, hết thảy thứ ba hồn tộc con dân, đang nghe hồn thiên đế triệu hoán về sau, đều dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ chạy tới. Trong bọn họ, chân chính thành kính, màn nguyện ý vì hồn thiên đế hy sinh người, kỳ thật cũng không nhiều, nhưng thân là hồn thiên đế hậu duệ, hồn thiên đế mệnh lệnh, bọn hắn vô pháp chống lại, cho nên đều chạy tới, làm quyết tâm quyết tử. Nhưng khi đến hiện trường, tất cả mọi người bối rối. Bởi vì bọn hắn thấy, hồn thiên đế đã chết. Ở đây bên trong, chỉ có Diệp Thần, là cuối cùng người thắng. Diệp Thần chẳng qua là tùy ý đứng trên mặt đất nhưng lại cùng toàn bộ tinh không cộng minh lấy, tinh quang tắm gội ở trên người hắn, bất kỳ người nào đều không thể xem nhẹ hắn tồn tại, đều bị cái kia cỗ cuồn cuộn như tinh không khí thế rung động. Lúc này Diệp Thần còn không thu hồi tinh không đạo thư, cho nên thiên đạo lớn tinh không khí tượng, còn ở chân trời trải ra lấy, viên kia u lam hoàn mỹ khối Rubik, y nguyên tản ra làm người run rẩy hào quang, hình ảnh vô cùng mỹ lệ. Nhưng thật ra là Diệp Thần chính mình, nghĩ tán thưởng nhiều vài lần viên này khối Rubik, cho nên không có thu hồi. Khối Rubik trật tự, quy luật, hoàn mỹ quy tích, nhưng Diệp Thần chẳng qua là quan sát, liền có lớn lao thu hoạch, đạo tâm tu vi cảm ngộ rất nhiều. Hồn thiên đế đại nhân thế mà chết rồi. Hắn chết tại luân hồi chi chủ trong tay. Phi, loạn nói cái gì đâu, chẳng qua là một cỗ hóa thân mà thôi. Nhưng... hóa thân cũng là có hồn thiên đế đại nhân ý chí a, hắn. Hắn vậy mà đánh không lại luân hồi chi chủ sao? Từng đợt rối loạn nói nhỏ thanh âm truyền ra, toàn trường thứ ba hồn tộc đám người, đều triệt để bối rối, không thể tin được hồn thiên đế sẽ chết trong tay Diệp Thần. Nhưng trước mắt sắt sự thật, nhưng không để đến bọn hắn không tin. Có không ít người, nội tâm tín ngưỡng dao động. Diệp Thần tên hung thủ này liền đứng ở chỗ này, nhưng không có ai đi công kích hắn. Thời khắc này Diệp Thần, tựa như liền là tinh không bản thân, khí tức cuồn cuộn rộng rãi cực điểm, đừng nói đi công kích hắn, liền thống hận tâm tình của hắn, đều không có người sẽ có. Dù sao ai sẽ cam hận tinh không đâu, chỉ có ngưỡng vọng, luân hồi chi chủ. Đúng lúc này, chân trời nổ lên thiên đế kim quang, thần khí hạo đãng nghìn vạn dặm, một đạo sấm sét thanh âm, chấn động toàn trường. Nghe được thanh âm này,
Chu Chính Hùng cùng Trang Vô Đạo, đều là triệt để khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn nghe được, đó là thứ ba hồn tộc tộc trưởng, Hoàng Đồ Hồn Cung cung chủ, Thanh Khâu Thiên Nhạc thanh âm. Tiếp theo sát, một cái uy vũ khôi ngô, người mặc thiên đế kim bào nam tử, chính là buông xuống đến hiện trường. Đó chính là Thanh Khâu Thiên Nhạc. Ánh mắt của hắn, đầu tiên là nhìn một chút trôi nổi tại thiên khối Rubik, lại nhìn một chút mặt đất bên trên Diệp Thần, lại nhìn hồn thiên đế đã khô mục thi thể, hắn biểu lộ trở nên vô cùng phức tạp. Các hạ chính là Hoàng Đồ Hồn Cung cung chủ Thanh Khâu Thiên Nhạc. Diệp Thần hỏi, Thanh Khâu Thiên Nhạc là toàn bộ Hoàng Đồ Tinh, tồn tại cường đại nhất, là đỉnh cấp thiên đế cường giả. Nhưng nói cũng kỳ quái, Diệp Thần đối mặt với đối phương, thế mà không có bao nhiêu áp lực. Chấp trưởng tinh không đạo thư, mang cho Diệp Thần vô tận dũng khí, khiến cho hắn mặc dù đối mặt thiên đế, cũng là không sợ chút nào. Thanh Khâu Thiên Nhạc nói, là ta, lần đầu gặp gỡ, hạnh ngộ. Diệp Thần cười nói, ngươi tới là tìm ta báo thù sao? Thanh Khâu Thiên Nhạc yên lặng một thoáng, cảm nhận được Diệp Thần trên người tinh không đại khí thế, hắn cười khổ lắc lắc đầu nói, luân hồi chi chủ thần thông cái thế, tại hạ không dám báo thù. Diệp Thần nói, vậy ngươi là có ý gì? Thanh Khâu Thiên Nhạc lại trầm mặc, chỉ thấy toàn trường hết thảy hồn tộc người tầm mắt, đều tại đồng loạt nhìn hắn, hắn hít sâu một hơi, nói. Có lẽ, chúng ta có thể cùng hiểu. Hòa giải. Diệp Thần phảng phất nghe được thế gian bất khả tư nghị nhất lời nói. Thanh Khâu Thiên Nhạc nói, đúng vậy, tiếp tục tranh đấu đã không có ý nghĩa, ta thứ ba hồn tộc không muốn làm hy sinh vô vị. Chúng ta như vậy hòa giải, từ đó nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Diệp Thần cười ha ha, nói, ngươi có thể quyết định. Ngươi cúi đầu trước ta, liền không sợ hồn thiên đế tương lai làm thịt ngươi. Nghe nói như thế, Thanh Khâu Thiên Nhạc ra mặt run lên, nói ta cô phụ hồn thiên đế tin cậy, tội đáng chết vạn lần, ta về sau sẽ tới trước mặt hắn tạ tội. Nhưng ta bỏ mình không sao, lại không thể nhìn ta thứ ba hồn tộc người, cũng cùng ta cùng chết. Hắn muốn cùng Diệp Thần hòa giải, chủ yếu là kính sợ Diệp Thần lực lượng, sợ hãi thứ ba hồn tộc cùng hắn tranh đấu, sẽ có thảm liệt tử thương. Diệp Thần mỉm cười, nói, ngươi cũng là người tốt. Thanh Khâu Thiên Nhạc lắc đầu, nói, luân hồi chi chủ vậy là ngươi nguyện ý cùng hiểu rồi. Diệp Thần nói, không có cái gì có nguyện ý hay không, các ngươi là hồn thiên đế con dân, tương lai hồn thiên đế khôi phục, ra lệnh một tiếng, gọi các ngươi ra tay giết ta, các ngươi cũng không cãi được ý chí của hắn. Hòa giải nhưng thật ra là không có khả năng, coi như thứ ba hồn tộc không muốn cùng Diệp Thần tranh đấu, nhưng chỉ cần hồn thiên đế vẫn còn, bọn hắn liền vô pháp kháng cự hồn thiên đế ý chí. Bọn hắn bất quá là từng khỏa quân cờ thôi. Cùng quân cờ đàm phán, không có ý nghĩa. Thanh Khâu Thiên Nhạc nói, cái kia luân hồi chi chủ có ý tứ là. Diệp Thần lạnh nhạt nói, cứ như vậy đi, như lời ngươi nói, nước giếng không phạm nước sông, ta luân hồi trận doanh, không làm thương hại các ngươi thứ ba hồn tộc người, các ngươi người, cũng không được qua đây muốn chết. Nơi này chung quy là Hoàng Đồ Hồn Cung địa bàn, Diệp Thần đảo cũng không muốn vạch mặt. Dù sao Thanh Khâu Thiên Nhạc là thiên đế, nếu là thật vạch mặt, hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Tạm thời hòa giải, là trước mắt nhất thích đáng sách lược. Đương nhiên, Diệp Thần biết, chờ tương lai hồn thiên đế khôi phục, thứ ba hồn tộc sẽ còn là địch nhân của mình, quân cờ không cách nào trưởng khống tự thân vận mệnh. Thanh Khâu Thiên Nhạc nghe được Diệp Thần đáp ứng, lập tức mừng rỡ, nói, đa tạ luân hồi chi chủ, vậy sau này chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông. Nghe theo mệnh trời. Dừng một chút, Thanh Khâu Thiên Nhạc lại trần chờ nói, luân hồi chi chủ ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể đáp ứng không? Diệp Thần hỏi, cái gì? Thanh Khâu Thiên Nhạc nói, ta nghĩ quan sát tinh không đạo thư liếc mắt, ta một mực tại tìm kiếm tinh không đạo thư, đáng tiếc lại bị ngươi nhanh chân đến trước. Diệp Thần cười cười, nói, thế nào, ngươi không phục? Thanh Khâu thì Thiên Nhạc hoảng hốt vội nói, không dám. Luân hồi chi chủ có đại khí vận, tinh không đạo thư cuối cùng quy về ngươi tay, ta không lời nào để nói. Bây giờ tại hạ chỉ khẩn cầu luân hồi chi chủ, có thể cho ta quan sát tinh không đạo thư liếc mắt, liền liếc mắt. Mặc dù đối thiên đế tới nói, tinh không đạo thư cũng là đỉnh cấp chí bảo, luyện hóa trưởng khống cơ hồ không có khả năng, liền Phật tổ đều làm không được trưởng khống tinh không đạo thư. Thanh Khâu Thiên Nhạc chỉ muốn quan sát liếc mắt, quan sát tinh không huyền bí. Có lẽ có thể xác minh đạo tâm, tăng tiến tu vi.
hắn lại móc ra một cuốn quyển trục, cung kính giao cho Diệp Thần, đây là tam thập tam thiên thần thuật, xiềng xích khắp huyết sủa tu luyện bí pháp, bên trong còn có ta hoàng đồ hồn cung bao năm qua tới cảm ngộ bút ký, có lẽ đối luân hồi chi chủ ngươi có ích. Chỉ cần luân hồi chi chủ, có thể cho ta quan sát liếc mắt tinh không đạo thư, này thần thuật bí tịch liền là của ngươi. Diệp Thần thấy Thanh Khâu Thiên Nhạc xuất ra nặng như thế lễ, cười nhận lấy, nói ta đây liền không khách khí. Chỉ đỉnh đầu tinh không ngay tại trên đầu của ngươi, ngươi nghĩ quan sát, chỉ cần ngẩng đầu quan sát là được. Này vùng trời đạo đại tinh không, Diệp Thần còn không thu liếm, thậm chí tinh không phía trên, còn có lơ lửng khối Rubik khí tượng, vô cùng mỹ lệ hùng vĩ. To lớn u lam khối Rubik chiếm cứ tại đen kịt thâm thúy tinh không bên trong, một màn này hình ảnh, đủ để cho xem người say mê vạn cổ. Thanh Khâu Thiên Nhạc ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn trên trời tinh không, thâm thúy, cuồn cuộn, rộng rãi, bao la hùng vĩ, mỹ lệ, vô thượng trật tự, mỹ diệu pháp tắc, đủ loại hùng vĩ khái niệm, tại trong đầu hắn từng cái dâng lên, thân thể của hắn, nhìn không được run rẩy, phảng phất đạt được cái gì minh ngộ. Chu Chính Hùng, Trang Vô Đạo, còn có ở đây tất cả võ giả, cũng là ngước đầu nhìn lên lấy tinh không, tất cả mọi người lộ ra si mê say mê vẻ mặt, toàn trường yên tĩnh. Phốc phốc, đột nhiên, có người thổ huyết. Phốc phốc, phốc phốc, thổ huyết người càng ngày càng nhiều, không ít võ giả ngã xuống đất run rẩy, lại là bọn hắn tu vi có hạn, không thể thừa nhận tinh không lớn rộng rãi, thần tâm đắm chìm đến vô biên vô tận tinh không bên trong, liền sẽ sinh ra vô tận trống rỗng, đạo tâm nhận to lớn trùng kích. Không cần một lát, lại có người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai tay lung tung vẽ mất mặt ra. Tại trên mặt kéo ra từng đầu dữ tợn vết máu, trong hai tròng mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng, phảng phất thấy được vật gì đáng sợ. Đó là bởi vì, bọn hắn thấy được tinh không rìa, cái kia từng sợi chìm nổi lấy hắc ám sương mù, đó là tinh không đạo thư ác đọa khí tức. Tinh không trung ương, mặc dù là tinh khiết thâm thúy, không có nhận đến ô nhiễm, nhưng rìa là bị ô nhiễm, này chút ô nhiễm, hắc ám sa đọa khí tức, đối với người bình thường tới nói, đơn giản liền là ác mộng tồn tại. Chỉ phải đi sâu xem nhìn một chút, liền sẽ sụp đổ nổi điên. Diệp Thần thấy thế, liền liền vội vàng đem tinh không đạo thư thu hồi, mọi người trên đỉnh đầu thiên đạo đại tinh không, cấp tốc tan biến, khôi phục sớm chiều đường bộ dáng, một thanh thanh đồng cổ kiếm nối liền trời đất. Này tinh không đạo thư, hơi có ô nhiễm hắc ám chỗ, vẫn không thể lâu xem. Diệp Thần nói, Thanh Khâu Thiên Nhạc thất vọng mất mát, yên lặng thật lâu, mới thở dài một tiếng nói, tinh không bí mật. Xem ra so ta trong tưởng tượng còn thâm ảo hơn, coi như cho ta quan sát, cũng nhìn không ra cái gì mi mục. Luân hồi chi chủ ngươi có thể trực tiếp chấp trường, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ghê gớm. Ta là phục. Diệp Thần nói, Thanh Khâu cung chủ khen ngợi. Thanh Khâu Thiên Nhạc lại thở dài một hơi sau đó phất tay hướng ở đây hồn tộc người quát, thứ ba hồn tộc đệ tử nghe lệnh, khải hoàn hồi cung, về sau không được lại quấy rầy luân hồi trận doanh. Một đám hồn tộc người đã sớm bị Diệp Thần thủ đoạn chấn phục, cùng kêu lên đáp tuân mệnh. Thanh Khâu Thiên Nhạc nhìn chằm chằm Diệp Thần liếc mắt, sau đó liền mang theo thủ hạ hồn tộc người, toàn bộ rời đi, biển người như nước xoạt kéo tán đi, có chút hùng vĩ. Chu Chính Hùng mừng rỡ, nói, luân hồi chi chủ, người thật đúng là quá lợi hại, lần này đẩy lui hoàng đồ hồn cung, Thanh Khâu Thiên Nhạc về sau cũng không dám khoa trương. Hắn vốn cho rằng sẽ có một trận kinh thiên ác chiến. Không nghĩ tới Diệp Thần uy nghiêm hừng hực, Thanh Khâu Thiên Nhạc hoàn toàn không dám khiêu chiến, thậm chí cầu hòa hiểu. Trang Vô Đạo nói ra, về sau cuộc sống của chúng ta, có thể an sinh một chút. Hắn Ma Vân Kiếm Tông còn có Xương Dạ Phái, đều cùng Diệp Thần giao hảo, cái kia xem ở Diệp Thần trên mặt mũi, Hoàng Đồ Hồn Cung tự nhiên cũng không dám lại làm khó bọn hắn. Diệp Thần gật đầu nói, chư vị, chúng ta cũng trở về đi. Trước tiên đem Vu Cô Nương cứu đi lên. Diệp Thần sai người đi hoàng đồ cổ lăng lòng đất phế tích, đem hôn mê Vu Mạch Vãn cứu ra. Hắn cùng hồn thiên đế đại chiến, hoàng đồ cổ lăng đã triệt để đổ sụp thành phế tích, Vu Mạch Vãn trước đây bị Thanh Khâu Huỳnh linh hồn phụ thân, sau này lại hôn mê bị phế khư vùi lấp, thương thế quả thực không nhẹ, bất quá có Diệp Thần tại, đương nhiên sẽ không có cái gì trở ngại. Một trận tranh đấu sóng gió, đến tận đây triệt để kết thúc. Diệp Thần tính toán chính mình chuyến này được mất, thuận lợi lấy được tinh không đạo thư, còn thuận tiện thu hoạch phương chu tròm sao thần thuật, xiềng xích khắp huyết sủa thần thuật, ngu giả thần thuật ban đầu áo nghĩa, còn có vũ xà thần ba mảnh lông vũ,
cửu thiên bàn long trụ, tuyết hiên thần đăng, siêu thiên bảng hiệu các loại bí bảo, tu vi cũng tăng lên tới thần đạo cảnh 7 tầng trời cao giai, thu hoạch không thể bảo là không phong phú. Này thu hoạch khổng lồ, làm cho Diệp Thần tự nhiên cũng là mừng rỡ vô cùng, bất quá bây giờ còn có vấn đề lớn nhất không có giải quyết. Cái kia chính là, luân hồi sách núc cơ. Hắn nhìn như thu hoạch vô số đồ vật, nhưng còn chưa đủ để đối kháng Chu Võ Hoàng. Chỉ có hoàn thành luân hồi sách núc cơ, tráng đại khí vận, mới có chân chính đối kháng Chu Võ Hoàng khả năng. Dù sao bây giờ Chu Võ Hoàng, quá kinh khủng, dùng thiên tội cổ kiếm vì thể, mong muốn đối kháng hắn, Diệp Thần cũng nhất định phải có đủ mạnh mẽ căn cơ. Ngôi sao nhỏ này Hoàng Đồ Tinh có chỗ nào, thích hợp vì ta luân hồi sách núc cơ? Diệp Thần âm thầm câu thông tinh không đạo thư khí linh ngôi sao nhỏ, hỏi. Ban đầu hắn tìm tới thích hợp đúc cơ địa phương, liền là Hoàng Đồ Cổ Lăng, bất quá chỗ kia đã triệt để đổ sụp. Ngôi sao nhỏ nói, ca ca, người muốn đúc cơ, vậy liền hồi trở lại Hoàng Đồ Cổ Lăng đi. Diệp Thần nói, chỗ kia đã đổ sụp thành phế tích a. Ngôi sao nhỏ cười nói, chính là bởi vì phế tích mới tốt, lại có ai có thể nghĩ tới. Chúng ta lại ở phế tích bên trong rèn đúc luân hồi sách đâu. Đổ sụp phế tích, cũng có thể che giấu nhân quả, chỉ cần chúng ta không bại lộ, Nhậm Thùy đều đoán không được. Nghe nói như thế, Diệp Thần tầm mắt lập tức sáng lên, suy nghĩ kỹ một chút, ngôi sao nhỏ nói đích thật có đạo lý. Tại Hoàng Đồ Cổ Lăng lòng đất phế tích, rèn đúc luân hồi sách, hoàn toàn chính xác có khả năng che giấu tai mắt người. Vậy thì tốt, chúng ta liền hồi trở lại phế tích một chuyến. Diệp Thần mừng rỡ, liền cùng ngôi sao nhỏ thương nghị xác định được. Hắn trước cùng Chu Chính Hùng, Trang Vô Đạo đám người, trở về cổ dạ chi đều. Chu Chính Hùng tổ chức yến hội long trọng, chúc mừng uống vui, Diệp Thần đang khách sáo xã giao qua đi, lại tại cổ dạ chi đều ở một đêm, chính là hướng mọi người từ biệt. Chư vị, không sai biệt lắm ta cũng cần phải trở về, núi xanh còn đó, về sau nếu có duyên, chúng ta lại gặp nhau. Mọi người y y cùng Diệp Thần biện diện chia tay đem Diệp Thần đưa ra cổ dạ chi đều. Tại ra cổ dạ chi đều về xuất sau, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái kia Hoàng Đồ kiếm hào quang, khôi phục một chút, nhưng vẫn là hết sức ảm đạm, còn kém rất xa đỉnh phong thời điểm phong mang. Trước đây Hồn Thiên Đế, mượn Hoàng Đồ kiếm quá nhiều năng lượng, dẫn đến thanh kiếm này ảm đạm rất nhiều, đối Hoàng Đồ tinh uy hiếp, cũng là yếu đi rất nhiều. Hiện tại, Diệp Thần không cần động dùng cái gì thủ đoạn đặc thù, trực tiếp bay lượn là có thể bay ra Hoàng Đồ Tinh. Bất quá, Diệp Thần cũng không có vội vã rời đi, mà là che giấu khí tức, lặng yên không tiếng động trở về Hoàng Đồ Cổ Lăng lòng đất phế tích. Lòng đất phế tích một vùng tăm tối, đống loạn thạch tích, Diệp Thần chậm rãi gọi ra tinh không đạo thư, trong bóng đêm toát ra một cỗ tinh quang, cũng đem tầng tầng động lại phế tích tảng đá trèo trống, tại phế tích phía dưới mở ra một cái chật hẹp không gian. Ngôi sao nhỏ non nớt trắng nõn thân thể theo tinh không đạo thư bên trong nhảy ra, nhìn xem chung quanh chật hẹp không gian, cười nói với Diệp Thần, ca ca, nơi này tốt, chúng ta tại đây bên trong chế tạo luân hồi sách, nghĩ đến sẽ không khiến cho bên ngoài người chú ý. Diệp Thần tâm bên trong tràn ngập mong đợi nói, ngôi sao nhỏ, người giúp ta ẩn nấp thiên cơ, ta tới chế tạo luân hồi sách. Ngôi sao nhỏ nói, được rồi, ca ca. Hai người phân công hợp tác. Ngôi sao nhỏ thi triển huyễn tưởng pháp tắc, tinh không pháp tắc chờ rất nhiều thủ đoạn, trực tiếp đem không gian chung quanh vặn vẹo thành một cái như mộng ảo tinh cảnh. Diệp Thần ngay tại này mảnh tinh cảnh bên trong, bắt đầu luân hồi sách chế tạo. Chế tạo luân hồi sách, tuyệt đối không phải việc đơn giản, Diệp Thần lấy trước ra vũ xà thần cho hắn ngu giả thần thuật. Môn này ngu giả thần thuật, ẩn chứa ban đầu áo nghĩa, cũng có bây giờ xa đọa áo nghĩa. Ngu giả thần thuật ban đầu áo nghĩa. Có thể lường gạt vận mệnh, nghịch chuyển vận mệnh quỹ tích, cùng luân hồi sách sửa đổi đi qua tư tưởng, có không ít chỗ tương tự. Đá ở núi khác, có thể công ngọc, lĩnh hội ngu giả thần thuật ban đầu áo nghĩa, đánh nhau tạo luân hồi sách cũng có tác dụng. Diệp Thần ngồi xếp bằng, bình tĩnh lại tâm tình, yên lặng tìm hiểu ngu giả thần thuật ban đầu áo nghĩa. Tại lĩnh hội một phiên qua đi, Diệp Thần như có điều suy nghĩ, liền bắt đầu chính thức chế tạo luân hồi sách. Hắn đầu tiên là dựng một cái tế đàn, tế ra luân hồi sách một mảnh huyễn trang, đặt trên đó. Muốn tạo hoàn chỉnh luân hồi sách, vậy cơ hồ là không có khả năng, hao hết toàn bộ không không thời không tài nguyên đều không đủ. Dù sao đi qua nhiều năm như vậy phát triển, bây giờ luân hồi sách khái niệm,
thực sự có chút hùng vĩ đến quá mức. Diệp Thần mục tiêu là trước chế tạo một tờ tổng cương ra tới. Dùng luân hồi sách cường đại, coi như chỉ có một tờ tổng cương, cũng đủ để uy áp toàn bộ không không thời không. Này mảnh tổng cương huyễn trang, chẳng qua là hoàn toàn hư ảo trôi nổi trang sách, cũng không phải chân thực tồn tại, ngay cả phía trên một cái thiên chữ, cũng là mông lung, 10 điểm không chân thiết. Muốn tạo ra tổng cương, chỉ có một cái thiên chữ còn chưa đủ, cần thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang bát tự chân lý, toàn bộ hoàn mỹ tạo hóa ra tới. Không hề nghi ngờ, đây là vô cùng chật vật sự tình, không biết muốn hao phí nhiều ít tài nguyên. Diệp Thần đem tại Cửu Thiên Thần Táng Cốc lấy được bảo tàng tài nguyên, đại lượng lấy ra, toàn bộ ném tới trên tế đàn, dùng tới bổ sung luân hồi sách huyễn tưởng khái niệm. Tại đại lượng tài nguyên bổ sung quán chú phía dưới, tế đàn bên trên luân hồi sách huyễn trang, cũng là ông ông tác hưởng, không ngừng nở rộ kim quang, cuồn cuộn khí tức thần thánh phóng thích mà ra. Diệp Thần khẽ cắn môi, đem bàn tay của mình cắt vỡ, trong lòng bàn tay chảy ra đại lượng máu tươi, cũng toàn bộ đổ vào đến trên tế đàn, dùng tới phong phú luân hồi sách. Trước kia, Phiếu Miểu Thần Cung liền khổ tâm chế tạo luân hồi sách, hao phí vô số tâm huyết, luân hồi sách đã có một mảnh huyễn trang, giờ phút này Diệp Thần đón thêm tay đánh tạo, tại hắn luân hồi sách tầm bổ dưới, lại thêm đại lượng bảo tàng tài nguyên đổ vào, chế tạo quá trình có chút thuận lợi. Rất nhanh, chỉ thấy cái kia một mảnh luân hồi sách huyễn trang, dần dần theo hư ảo hình dáng, lắng động thành chân thực, phía trên một cái thiên chữ, cũng là kim quang đại phóng, trở nên chân thực dâng lên, chẳng qua là một chữ, lại tựa như có thể uy áp thời không. Này biểu thị lấy, luân hồi sách căn cơ, đã trải qua sơ bộ rèn đúc hoàn thành. Oanh! Tại luân hồi sách căn cơ sơ bộ rèn đúc hoàn thành trong nháy mắt, Diệp Thần toàn thân thần quang hừng hực, khí vận sục sôi, theo trong cơ thể phát ra oanh long long lớn minh, hắn long đằng mệnh tinh, liệt nhật mệnh tinh, đêm tối mệnh tinh, thiên hỏa mệnh tinh các loại, cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Còn có 10 đầu luân hồi thần mạch, đỏ bụi thần mạch, lăng phong thần mạch, long viêm thần mạch, thiên nghịch thần mạch các loại, toàn bộ cũng đi theo thuế trở nên cường đại, không ngừng bùng nổ thần quang. Ong ong ong, mới. 10 khối luân hồi huyền bia, bụi bia, gió bia, tối bia, thiên bi các loại, toàn bộ theo Diệp Thần trong cơ thể nở rộ mà ra, như ngôi sao bao quanh hắn xoay tròn, mỗi một khối huyền bia đều bộc phát ra khó mà hình dung rộng rãi hào quang. Thuế biến lớn nhất là thiên bi. Thiên bi, 10 khối luân hồi huyền bia mạnh nhất tồn tại, trước đây từng một lần bị hắc ám tiêm nhiễm, võ tổ thậm chí đối Diệp Thần tương lai, sinh ra dao động, nói chờ thiên bi bị hắc ám triệt để ô nhiễm thời điểm, liền là Diệp Thần tử kỳ. Nhưng bây giờ, luân hồi sách đúc cơ hoàn thành, Diệp Thần khí vận mãnh liệt cuồng bạo tăng vọt, hết thảy cùng luân hồi tương quan đồ vật, toàn bộ nghịch thiên thuế biến, thiên bi bên trên hắc ám, cũng là theo chân cấp tốc tán loạn. Cả khối thiên bi, không còn có một tia hắc ám, hiện ra xưa cũ, lạnh lùng, xâm nghiêm, bàng bạc uy thế. Cả khối thiên bi, giống như một tòa nguy nga cự sơn, dấu vết tháng năm ở phía trên khắc xuống thật sâu hoa văn, hiện lộ rõ ràng tuế nguyệt tang thương cùng dày nặng. Tại thiên bi trung ương, Diệp Thần thấy được một điểm sáng chói kim mang, cái kia một điểm sáng chói kim mang, là thiên đế hào quang, mang theo mênh mông uy năng, màu mè hừng hực. Nói đúng ra, là thiên đế mệnh tinh hào quang. Luân hồi thất tinh tối cường nhất tinh, trong truyền thuyết thiên đế mệnh tinh, nhưng thật ra là theo thiên bi bên trong thai nghén ra tới. Nghĩ thức tỉnh thiên đế mệnh tinh, cần hoàn toàn dung hợp thiên bi năng lượng. Dùng Diệp Thần trước mắt tu vi dĩ nhiên còn vô pháp hoàn toàn dung hợp thiên bi, nhưng hắn thấy thiên bi bên trong, hiện ra thiên đế mệnh tinh hào quang, nội tâm cũng là hết sức kích động cùng mừng rỡ. Điều này đại biểu lấy, thiên bi không nữa bị hắc ám ô nhiễm, hoàn toàn tinh khiết, quang minh, thần thánh, rộng rãi. Đợi một thời gian, chờ Diệp Thần triệt để dung hợp thiên bi, hắn là có thể thắp sáng thiên đế mệnh tinh. Rất tốt, ta luân hồi sách đúc cơ, khí vận tăng vọt, thiên bi không nữa hắc ám. Ngày này bia, có thể trở thành ta một đạo át chủ bài. Diệp Thần vui sướng trong lòng, luân hồi sách đúc cơ hoàn thành, mang cho hắn thuế biến, là vô cùng to lớn. Tu vi của hắn, cũng là lại một lần nữa tăng lên, đột phá đến thần đạo cảnh 7 tầng trời đỉnh phong. Thậm chí, khoảng cách 8 tầng, cũng là chỉ cách lấy một tầng giấy cửa sổ. Đủ loại thuế biến khí tượng, tại ngôi sao nhỏ che giấu dưới, cũng không có bộc lộ ra đi. Ngôi sao nhỏ thấy Diệp Thần thuế biến, vui vẻ nói, ca ca,
chúc mừng đột phá. Dừng một chút, ngôi sao nhỏ tầm mắt nhìn về phía tế đàn bên trên trôi nổi luân hồi sách trang sách. Cái kia mảnh luân hồi sách trang sách, hiện tại đã là chân thực tồn tại, không nữa hư ảo. Chỉ bất quá, này mảnh trang sách, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang bát tự chân lý, chỉ có một cái thiên chữ, khoảng cách bát tự viên mãn cảnh giới còn kém xa. Mà lại, vừa mới đúc cơ luân hồi sách, vẫn là hết sức yếu ớt, một khi có cái gì va chạm, căn cơ rất có thể liền muốn sụp đổ. Bất quá, ca ca, luân hồi thư cương vừa đúc cơ, còn yếu ớt hết sức, cần che chở. Ta dự định lưu lại, giúp ngươi trấn thủ luân hồi sách, ngươi đi bên ngoài mang nhiều chút tài nguyên đến, hiện tại tài nguyên là còn thiếu rất nhiều, chỉ đủ chế tạo một cái thiên chữ, chữ thứ hai đều chế. Chúng ta cần đem thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang bát tự chân lý, toàn bộ viên mãn chế tạo ra đến, luân hồi sách tổng cương, mới tính chân chính rèn đúc hoàn thành. Ngôi sao nhỏ đạo hiện tại luân hồi sách tổng cương, xem như chế tạo xong 1/8, đằng sau còn cần đại lượng tài nguyên quán trú. Ngôi sao nhỏ, người muốn lưu lại. Diệp Thần có chút ngoài ý muốn, lại trên dưới dò xét ngôi sao nhỏ liếc mắt, a một tiếng, người giống như lớn lên một chút. Trước đây ngôi sao nhỏ, thoạt nhìn như là cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, hiện tại thân thể lớn lên một chút, thoạt nhìn như là 10 tuổi, ngũ quan cũng thoáng nảy nở một chút, trở nên càng xinh đẹp tinh xảo. Ngôi sao nhỏ cười nói, đúng vậy a, ca ca, ngươi trưởng khống tinh không đạo thư, ta là tinh không đạo thư khí linh, cùng tính mệnh của ngươi tương liên, ngươi thuế biến, ta tự nhiên cũng đi theo lớn lên một chút. Diệp Thần hỏi, ngươi muốn lưu lại trấn thủ luân hồi sách. Ngôi sao nhỏ nói, đúng vậy a, không phải không ai trông coi, xảy ra ngoài ý muốn nhưng làm sao bây giờ. Ngươi đi bên ngoài, thu thập nhiều chút tài nguyên. Sau đó đem đồ vật hiến tế cho tinh không đạo thư, ta có khả năng thu đến. Diệp Thần nhíu nhíu mày, nói cái kia ta muốn mang đi tinh không đạo thư, ngươi sẽ không xảy ra chuyện a? Ngôi sao nhỏ cười nói, yên tâm, ca ca, coi như không có tinh không đạo thư, ta cũng có thể bảo trì trật tự bất diệt, mà lại luân hồi sách ngay ở chỗ này, ta có khả năng thu hoạch được luân hồi sách bảo hộ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 531.